Thanh uống và cảm nhận được phê của Thanh uống rất là tuyệt vời, hắn không có bị Thanh thì uống giống như là lỗi nha, xin lỗi cả nhà. Thanh bật cái điện thoại. Thanh uống làm ví dụ thường thì cà phê là xin lỗi không anh ơi. Xin lỗi cả nhà nhé. Thường thì Thanh rất là uống thích uống cà phê, nhưng mà nghe mùi cà phê là hay bị say ấy cả nhà, thấy ghê không? Cà phê như là cà phê rang say, cà phê Vina, cà phê Nestle gì đó là nghe mùi là cứ muốn uống liền, nhưng mà uống không có được. Trời ơi buồn quá ha, uống không có được luôn. Uống vô là hay bị say sẩm mặt mày, hồi hộp tim, rồi một hồi là muốn ngất xỉu luôn. Nhưng mà Thanh là từ lúc mà Thanh là tuyến dưới của anh Sơn hả, anh Nguyễn Văn Sơn á, ở trên Sài Gòn, ở Tân Bình á, chắc là nhà này rất là quen rồi. Anh chia sẻ cho cái dòng cà phê này uống rất là ok này cả nhà, uống vô không có không hồi hộp, không mất ngủ, tỉnh táo, mà hình như cái làn da nó cũng đẹp đẹp hơn một chút chứ phải. Tôi hay hay giới thiệu là cà phê đẹp da, cà phê tăng sức đề kháng, rồi ta cà phê giúp tỉnh táo hả, rồi cà phê đẹp da nữa. Hôm đó Thanh làm một đi lễ về, với Thanh hay đi lễ buổi sáng cho nên vô dung thì cũng ít lắm. Sáng Thanh giới thiệu một cái này, quay một video làm lên, Thanh chốt được hai đơn hai combo, hồi đó là còn hai tặng một đó, mà khách hàng trở lại nhé cả nhà. Khách hàng này là ở Đà Nẵng luôn, hoàn toàn lạ lắm luôn. Mà bảo con ơi có dòng cà phê gì hay thế gửi cho ông với, cái là gửi cho. Về uống xong thì là bà mẹ tức là vợ của ông đó hả, bà bác bảo là con ơi cà phê này rất là thơm ngon, con gửi thêm cho ông uống đi con. Đấy, đó là Thanh rất là thành công thích cái này, rồi còn làm cái cũng là trong cái video ngắn đó, ở Thanh là ở trên đảo nha, ở tòa giám mục Địa Hình Vinh vẫn có đặt cái này, Thanh đã lan tỏa đến cho các cha uống luôn. Các ngài bảo già rồi thì không uống được cái cà phê mà nó kích thích mạnh quá ha, cái là ngài các ngài uống cái này rất là tuyệt vời đó cả nhà. Còn cái này nữa Thanh rất là mê luôn, cả mấy mẹ con đều uống cái vitamin C này nhé cả nhà. Cái dòng cà phê cái này rất là Thanh không không ấy nhiều, cái này thì khách hàng của Thanh mới có một khách thôi, nhưng mà uống luôn luôn khen này, hết là bảo lúc nào khuyến mãi con ơi nhớ đặt. Rồi. Đấy Thanh làm đang ở ngoài đường á, chạy vội chạy vàng về không dọn được cái gì hết, xin lỗi cả nhà, xin lỗi ekip chương trình. Nhưng mà Thanh khuyên với cả nhà rằng là nếu mà khách hàng nào mà bị dạng giống như là yếu tim này, thiếu máu cơ tim nha, là uống cái này rất là ok. Với Thanh thì là cái bệnh tình của Thanh trước á, xỉu riết à, thiếu máu cơ tim, với lại hay bị hồi hộp á, ví dụ stress gì một tới hoặc là ngủ không được là dậy sáng này là đi không có nổi. Nhưng mà từ lúc Thanh dùng cái cà phê này á, sáng sớm á là đi lễ về là xin lỗi cả nhà, là Thanh uống vitamin C trước, xong là cũng tầm 8 giờ Thanh cho một gói này, Thanh uống rất là tỉnh táo luôn, làm việc không thấy mệt luôn. Thanh chỉ chia sẻ vậy với cả nhà nha, Thanh ít khi lên Zoom không nói được như cả như các chị em. Nói cái gì thật rồi, trả mic lại cho Kiều Anh nhé. Cảm ơn các chương trình, cảm ơn đội ảnh. Đấy, Dạ đội vâng ảnh. ạ, vâng, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng thả thật là nhiều bông nhiều hoa và gửi lời cảm ơn biết ơn đến chị Thanh ạ. Vâng, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều, cảm ơn phần chia sẻ rất là chân tình từ chị. Thì Kiều Anh thấy rằng là cũng giống như là chị Thanh, thì một số khách hàng đối với lại những ai mà họ thích uống cà phê nhưng mà quan ngại về vấn đề như là bị mất ngủ nè, hay là cảm thấy như là bị hồi hộp nè, hay là e ngại về vấn đề ảnh hưởng đến làn da, thì chị Thanh cũng như là Kiều Anh cũng đã chia sẻ về cái dòng sản phẩm cà phê này với mọi người. Và khi mà mọi người sử dụng xong á các anh chị, thì Kiều Anh thấy rằng là hầu như mọi người sử dụng xong là mọi người đều đều cứ sử dụng lại đó các anh chị, cứ dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại, hết rồi lại là tiếp tục là lấy mới. Và đây là một điều rất là tuyệt vời của dòng cà phê của bên nhà Live Gift. Và ngoài ra thì lúc nãy Kiều Anh có thấy chị Thanh có nói rằng là việc chị làm video á thì đã tiếp cận được khách hàng lạ.
Các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Khi mà chúng ta làm video và đăng lên trên các mạng xã hội thì chúng ta là tiếp cận được rất là nhiều khách hàng lạ nha các anh chị. Và đây là chính là một trong những điều mà các anh chị thấy rằng là với việc làm video nó đã trở nên rất là phổ biến và trở nên là vô cùng cần thiết, đặc biệt là trong cái việc mà chúng ta kinh doanh online, đúng không các anh chị? Và chắc chắn rồi, chắc chắn là với mà việc các anh chị chúng ta biết cách làm video thì chúng ta sẽ có một cái sự thu hút và cũng như là mở rộng tệp khách hàng của mình. Và các anh chị ơi, bây giờ thì các anh chị chúng ta có hào hứng, có mong muốn và cũng như là chúng ta đang rất là cảm Hay thấy rất là háo hức khi mà cho Thành nói một câu nữa. dạ Cho vâng, xin được thưa xin chị. lỗi MC. Thành nói thêm cái này, từ hôm ngày mùng 6 tháng 1 là Thành có đi làm một cái chương trình gọi là gặp gỡ các giao lưu các doanh nhân công giáo ở Thủ Đức đó ha. Là coi như là cũng mình không có chen chân vô được đâu, nhưng mà nhờ anh Sơn làm cái gian hàng cà phê, xong cái là Thành cho một bên sâm, nhưng mà vừa sâm vừa cà phê Thành có bán được mấy cái combo của quà tặng bên Live Gift tất cả nhà ha. Thành có giới thiệu về linh chi cà phê, dùng cho những người tim mạch huyết áp và tiểu đường gì đều cũng có sử dụng được. Cái Thành có bóc cái gói quà ra luôn cho các ngài nhìn thấy, các ngài có bán được. Cho nên là bây giờ các cái chỗ mà tiếp cận khách hàng đó là những các cái hội chợ ha, hội chợ nơi đông người, hoặc là mình có đăng ký các cái chương trình đi giao lưu bạn bè gì đó ha, là cả nhà chắc nên mở rộng kinh doanh cái này này bên nhà lấy kiếp à. Nhớ hôm trước là Thành lần đầu tiên Thành đi hội chợ mà Thành bán được cà phê đó, rồi cũng có ghi lại khách hàng là cũng mua hai tặng ba tặng một chứ ha, cho khách hàng ở gần đó luôn, cách khoảng tầm 5-7 cây số gì đó, khách hàng lạ cả nhà nha. Đấy, thế đó là hôm đó Thành có làm hội chợ nữa. Dạ vâng ạ, vâng, tuyệt vời quá. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Thanh ạ. Và cả nhà ơi, chúng ta hãy tiếp tục thả thật nhiều, nhiều bông nhiều hoa và gửi lời cảm ơn đến chị Thanh nhé. Và chị Thanh cũng đã vừa mới chia sẻ đến cho các anh chị một trong những cái kênh rất là tuyệt vời, đó là chị đã đi đến hội chợ đúng không ạ? Và Kiều Anh tin chắc rằng là với việc mà chúng ta giới thiệu dòng sản phẩm cà phê tại hội chợ hay là một số nơi mà các anh chị chúng ta dự định đến thì Kiều Anh cũng rất là hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một sự đón nhận đông đảo nhiệt tình từ phía mọi người nha các anh chị. Dạ vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Thanh ạ. Và quay trở lại với chương trình của chúng ta trong buổi trưa nay thì bây giờ các anh chị chúng ta đã hào hứng, háo hức và mong chờ sự xuất hiện của một mentor vô cùng xinh đẹp và năng lượng trong buổi trưa nay không ạ? Và các anh chị ơi, nếu mà trường hợp mà khi mà Kiều Anh nhắc đến chị ấy thì Kiều Anh phải dùng một cái từ đó là rất là ngưỡng mộ và rất là khâm phục. Trời ơi, sao mà chị ấy làm video hay đến như vậy nè, rồi là nói lại hay đến như vậy nè, rồi là kịch bản ở đâu mà không biết mà nó cứ tuôn trào, không biết là các anh chị chúng ta đã từng nghe qua các chương trình Zoom của chị ấy chia sẻ hay là chúng ta đã thấy được xem được các video của chị ấy làm hay chưa. Nhưng mà đối với bản thân của Kiều Anh, khi mà được xem, được học và được nghe thì cảm thấy rất vô cùng là ngưỡng mộ và vô cùng khâm phục luôn. Thì các anh chị ơi, nếu mà trường hợp, nếu mà chúng ta nhắc đến một người có thể nói là thánh làm video nè, cũng như là một người mà có thể là có được những cái kịch bản vô cùng chất lượng, thì các anh chị có thể là comment giúp Kiều Anh tên của người chị xinh đẹp và năng lượng của chúng ta trong buổi trưa nay. Các anh chị có thể là comment tên của chị ấy vào trong phần khung chat giúp Kiều Anh với ạ. Hãy comment thật nhiều, tương tác thật nhiều và cũng như là thả thật là nhiều bông, nhiều hoa, gửi những năng lượng tích cực tuyệt vời đến cho người chị xinh đẹp của chúng ta. Bởi vì chắc chắn trong buổi trưa nay khi mà các anh chị chúng ta tương tác thật nhiều, chúng ta thả thật là nhiều bông, nhiều hoa, cũng như đó là chúng ta truyền năng lượng tích cực đến chị ấy, thì chắc chắn là Kiều Anh nghĩ rằng sẽ là một chương trình Zoom một buổi trưa thật sự rất là bùng nổ và sẽ là rất là khác biệt đó các anh chị. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều nhé. Cảm ơn các anh chị. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của mentor xinh đẹp chị Đỗ Ánh ạ. Và xin được nhờ host spotlight chị Đỗ Ánh giúp Kiều Anh với ạ. Rồi, cảm ơn Kiều Anh rất là nhiều, Kiều Anh rất là nhiều. Rất là vui khi ngày hôm nay được gặp một người chị, đúng không ạ? Một người em mà xuất hiện ở phần khung Zoom đầu tiên, các anh chị cảm nhận thấy là vô cùng năng lượng các anh chị nha. Biết ơn Kiều Anh đã luôn luôn là đồng hành cùng với lại Đỗ Ánh trong rất nhiều những cái chương trình Zoom đấy các anh chị. Lần đầu tiên thì cho phép Đỗ Ánh được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các anh chị em có mặt ở trong buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Đặc biệt là xin chào chị Thu Thanh ạ, một trong những cao thủ làm livestream video. Các anh chị, anh đã có dịp được gặp chị Thanh ít nhất là 2 lần các anh chị ạ, 2 lần rồi, và ngày hôm nay cũng vô cùng bất ngờ khi mà thấy cao thủ xuất hiện ở trong cái chương trình Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Rồi anh chị em của chúng ta, anh đảm bảo với anh chị em là ngày hôm nay các anh chị sẽ tự tin để các anh chị làm video ạ.
Thì các anh chị có thể làm thế nào giúp đỡ anh không ạ? Truyền thông cái đường link Zoom này về để mà chúng ta phải trên 100 anh chị. Thì Zoom ngày hôm nay mới xứng đáng anh chị ạ. Đúng không ạ? Nhưng anh chị em nào chúng ta đồng lòng rằng là hôm nay chúng ta học hết mình với nhau là các anh chị có bí kíp gì, là ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với các anh chị hết mình luôn ạ. Và anh sẽ chỉ cho các anh chị một cái bí kíp làm video các anh chị, đó là gì ạ? Dù anh có không giỏi kỹ thuật đi chăng nữa, các anh chị vẫn ra đơn được các anh chị nhá. Vẫn ra đơn được các anh chị đúng không ạ? Những anh chị em nào mình hào hứng với cái nội dung này, mình mong muốn là mình sẽ học thực chiến với cái nội dung này và mình sẽ biết được một cái bí kíp các anh chị, dù các anh chị là ai, các anh chị đến từ đâu các anh chị, thì các anh chị cũng cực kỳ dễ dàng để các anh chị có thể làm được video các anh chị ngay trong cái buổi Zoom này các anh chị nhé, là các anh chị đã có được những ý tưởng và các anh chị có được cái cách mà các anh chị làm video dễ được các anh chị, đúng không ạ? Quan điểm của anh là làm hướng dẫn các anh chị làm video ai cũng đều có thể làm được các anh chị nha. À tôi đúng không ạ? Các anh chị có sẵn sàng không ạ? Các anh chị sẵn sàng comment cho tôi mạnh mẽ được không các anh chị? Để mà anh có thể ngày hôm nay sẽ chia sẻ hết với anh chị em mình những cái bí kíp làm thế nào để mà tất cả anh chị em mình ngày hôm nay nhất định các anh chị phải là thánh làm video các anh chị đúng không ạ? À, các anh chị có cái bí kíp và anh chị em mình lưu ý á, chúng ta sẽ có hai buổi Zoom đấy các anh chị. Buổi Zoom ngày hôm nay sẽ là một cái hình dung về cái câu chuyện là vậy thì tôi có cần thật sự là phải rất pro về mặt kỹ thuật mới có thể làm được video không các anh chị? Đúng không ạ? À, thì các anh chị sẽ được học về những cái cách làm thế nào để mình có thể tự tin để làm mình video đấy các anh chị nha. Rồi và ngày mai, cái buổi ngày mai á, mà anh chị em nào mình học cái buổi này mà ngày mai mình không có mặt ấy, thì các anh chị đúng không ạ? Thì cái lỗi nó thuộc về các anh chị nhá. Bởi vì ngày mai mình sẽ được cầm tay chỉ việc các anh chị về từng cái bước, cái kỹ thuật để mình có thể làm được một cái video nó đơn giản nhất có thể các anh chị ha. Đúng không các anh chị? À, quan điểm của Ánh rằng là tí xíu cho các anh chị xem những cái người mà người ta đã được gọi là chuyên gia các anh chị, người ta làm những cái video thì người ta có làm phức tạp hóa vấn đề không các anh chị ha, hay là người ta chỉ cần có vài cái tip các anh chị, người ta chỉ cần có vài cái tip là người ta đã có thể là phát triển được các anh chị ha. Và bây giờ các anh chị video là xu hướng rồi ạ, thì chia sẻ với mọi người là tháng vừa rồi các anh chị thì anh cũng tuyển sơ qua thôi ạ, có nghĩa là thông qua video live stream với mọi người là tuyển toàn đại lý các anh chị, ít nhất là cũng 7 đại lý các anh chị ha, thông qua video của mình các anh chị đúng không các anh chị, và bán được rất nhiều sản phẩm thông qua cái việc mà mình làm video các anh chị nha. Thì lý do vì sao mà anh chị em của chúng mình cần phải làm video các anh chị rồi, thì các anh chị em mình đã sẵn sàng vào nội dung ngày hôm nay chưa ạ? Anh chị em mình đã sẵn sàng vào nội dung ngày hôm nay chưa các anh chị? Thì các anh chị mình có thể cùng tương tác được không ạ? À, ngày hôm nay các anh chị nha, chúng ta lưu ý rằng là cái buổi ngày hôm nay là cái buổi khai mở về tư duy, cái cách làm thế nào để khi mà chúng ta tiếp cận đến một cái content đúng không ạ, thì chúng ta xử lý với content này như thế nào các anh chị nha, rồi là những cái công cụ nào để làm được video, rồi những cái lưu ý gì khi làm video. Còn ngày mai sẽ là một cái buổi thực chiến cầm tay chỉ việc các anh chị được không ạ, bắt đầu vào làm một cái video như thế nào các anh chị nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai buổi ạ. Thật ra lúc ban đầu bạn Phương Văn thì có nói với anh rằng là chị ơi chị hướng dẫn làm video ấy, thì anh nói này này, thực tế là các anh chị cần phải có tư duy, cái thứ hai ấy là mình cần phải có những cái gọi là cái cách làm thế nào để khi tiếp nhận một video ấy được không ạ, mình phải biến cái video đó trở nên gọi là thu hút nhất có thể các anh chị, thì mình cần phải có hai buổi các anh chị, và buổi thứ hai sẽ là cái buổi hướng dẫn các anh chị chi tiết tỉ mỉ từng bước một, cái công cụ làm cắt cắt thì nó khó hay là nó dễ và làm thế nào để các anh chị có thể làm được những cái video thực chiến các anh chị ha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung ngày hôm nay nha các anh chị. Chào mừng tất cả các anh chị chúng ta đến với buổi là hướng dẫn tạo video bán hàng các anh chị. Nhưng mà nói với các anh chị này ạ, chia sẻ với các anh chị là bản thân Oanh cũng là một trong những cao thủ làm video, và anh cũng có một cái vinh dự là cái người mà rất là may mắn là không hiểu sao thì lại chấm đúng cái video của Oanh. Thì ngay khi mà bản thân mình xem video của Oanh á, thì đố mọi người biết cái điều gì mà anh ấn tượng ở Oanh mọi người biết không? Không hẳn là kỹ thuật đâu các anh chị, không hẳn là kỹ thuật đâu ạ. Cái điều mà anh ấn tượng ở Oanh ấy đó là ngay khi vào video đã thấy một cái gương mặt nó rất rạng rỡ các anh chị ạ, đúng không các anh chị? Và khi mà anh chấm với mọi người biết không ạ, thì mình mới thấy là một loạt mentor ở trên cứ chấm là nhạt 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 với lại không thu hút, thì mình mới tò mò là không hiểu sao mọi người cứ chấm như vậy các anh chị, thì mình mới đi vào mình nghe lại những cái video đó và mình phát hiện ra một điều rồi các anh chị. Chính vì vậy mà anh mới đề xuất với Phương Văn rằng là nhất định là phải làm hai buổi, chị không muốn làm một buổi bởi vì là mình muốn cho các anh chị ngày hôm nay á, các anh chị hiểu được cái cách làm thế nào để mình làm một video dù các anh chị không giỏi lắm về mặt kỹ thuật nhá, vẫn có thể chiến thắng, vẫn có thể ra đơn các anh chị. Và tí xíu nữa anh sẽ cho các anh chị xem một cái video thực tế là anh chưa hề edit bất kỳ một cái gì, thì các anh chị nghe thử xem nào, nếu như tôi không giỏi về mặt kỹ thuật
thì liệu rằng tôi có làm được video bán hàng không nhá, được không ạ? Vậy thì cái mẹo nào để mà những anh chị có thể chưa giỏi lắm về công cụ, về mặt kỹ thuật vẫn có thể làm được video, các anh chị chỉ với những cái điều mà anh sẽ lưu ý với anh chị em mình một chút xíu được các anh chị nha, được không ạ? Và chúc mừng cho anh cũng là một trong những chiến binh đã nhận được giải thưởng ở trong cái chương trình vừa rồi các anh chị, và anh thấy rằng là mình rất là happy khi mà bản thân mình cũng là một cái người mà khi mà đi chấm video các anh chị thì thực tế rằng là đánh giá rằng cái sự nỗ lực của các anh chị rất là tuyệt vời các anh chị. Có những cô chú này đúng không ạ? Có chị Hương Sen này đã 56 57 tuổi vẫn làm video rất là hay này các anh chị. Có những anh chị mà mọi người biết không? Bản thân anh đánh giá rất là cao tinh thần của các anh chị ấy, mọi người có biết là khi mà nghe video của các anh chị ấy mình bản thân anh ví dụ như là thực tế thì ví dụ như là có thể là mọi người sẽ đánh giá không cao lắm nhưng mà anh đánh giá rất cao cái tinh thần của các anh chị ấy, các anh chị ha. Thì ngày hôm nay nhất định các anh chị phải ngồi nghe kỹ cái buổi Zoom này các anh chị nhá. Rồi. Thì các anh chị thấy rằng là lý do vì sao các anh chị bây giờ không bán được hàng. Đúng không ạ? Lý do vì sao ạ? Theo các anh chị lý do vì sao không bán được hàng mọi người biết không? Bởi vì thực tế này, bây giờ á khi mà người ta xem video á có nghĩa là người ta thấy được các anh chị dùng sản phẩm thật. Ví dụ bây giờ anh đang dùng cà phê Linh Di Coffee đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Thì video nó có một cái giá trị rất tuyệt vời. Có anh chị em nào mà mình thấy rằng mình đăng bài hoài và mình thấy rằng là cái tỷ lệ tiếp cận nó thấp không ạ? Tỷ lệ tiếp cận nó thấp không các anh chị? Thật sự với các anh chị là bây giờ ấy mà không làm video á, tiếp cận cực kỳ thấp luôn các anh chị. Ví dụ như cái Zoom này đang cao nhất khoảng 100 đúng không ạ? Nhưng các anh chị thử tưởng tượng đi ạ. Có những anh chị làm video 3K lượt xem, nghĩa là 3.000 người xem các anh chị. Cái tiếp cận nó cao đến cái mức độ như vậy luôn các anh chị. Thì lý do vì sao mà chúng ta cần phải làm video các anh chị vì đây. Theo gì Animoto các anh chị, thì 90% khách hàng người ta nói rằng là video sản phẩm á, giúp họ đưa ra quyết định mua hàng. Và Forbes đúng không ạ? Thì cho biết là 64% nói rằng việc xem video của nhãn hàng hoặc là video liên quan đến sản phẩm đó khiến cho họ có nhiều khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định mua sắm hơn. Cái này con số này đã được đo lường các anh chị nhé. Nó được đo lường. Vậy thì tất cả anh chị em của chúng ta không thể nào đứng ngoài cái cuộc gì ạ? Cái cuộc đua về làm video đó các anh chị. Nếu các anh chị khát khao, các anh chị thấy rằng đây nó là sự nghiệp của mình. Đúng là sản phẩm live gift quá chất lượng rồi, được không ạ? Dropy hỗ trợ các anh chị quá tuyệt vời về các cái công cụ giúp các anh chị kinh doanh rồi. Thì việc của các anh chị chỉ đơn giản đó là gì ạ? Quyết tâm làm video, các anh chị. Quyết tâm làm video. Ví dụ chị Thanh đúng không ạ? Chị Thanh có kể với anh cái câu chuyện là chị chăm mẹ chị ở bệnh viện. Đúng không ạ? Chị pha cái sữa, các anh chị là chị lên live stream luôn các anh chị. Đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chị Thanh chỉ đăng bài thôi, thì làm sao trong cái buổi đấy chị Thanh chị chốt được đơn đúng không? Chị Thanh chị chốt vài chục đơn hàng trên cái live stream cái video đó các anh chị. Cho nên rằng gì, nếu ngày hôm nay các anh chị không thật sự nghiêm túc về cái điều này thì thật sự với các anh chị nó rất tiếc các anh chị, bởi vì sức mạnh của video. Có anh chị em nào mà xem một cái quảng cáo về Neptin không ạ? Cùng Neptin về nhà đón Tết, gia đình trên hết. Có nhiều anh chị không hề quan tâm đến dầu ăn nhà mình dùng cái gì. Đúng không ạ? Nhưng chỉ vì một cái video đó là gì ạ? Cùng Neptin về nhà đón Tết, gia đình trên hết. Thế nào quyết định mua Neptin về dùng? Có anh chị nào không ạ? Các anh chị có thấy không ạ? Bởi vì làm sao ạ? Cái market video các anh chị nó là cái công cụ truyền thông điệp số 1 luôn. Và nhất là video về marketing bán hàng đi ạ. Thì nó là cái phương tiện truyền tải thông điệp. Mà không có cái phương tiện nào nó truyền tải tốt hơn các anh chị. Đúng không? Và nó cực kỳ dễ tiếp cận khách hàng. Chia sẻ với anh chị em nhá là ngay ngày hôm qua anh mới tuyển được một bạn đại lý xong ạ. Tuyển được một bạn đại lý các anh chị. Bạn này cũng toàn mình không hề kết bạn với bạn này luôn. Bạn nhắn tin cho anh là bạn kết bạn với anh qua Zalo. Thì anh mới hỏi là ủa thế bạn biết anh qua đâu vậy? Bạn bảo là tại vì mình gặp nhiều video của bạn, mình có thấy bạn chia sẻ về một cái video về nhượng quyền kinh doanh á, thì mình liên hệ với bạn, mình vào Facebook cá nhân của bạn và mình liên hệ với bạn. Các anh chị đúng không ạ? Và ngày hôm qua đã chốt đại lý được các anh chị có thấy tuyệt vời không? Mà thực tế khi mình đi vào Facebook cá nhân của bạn là hai người chưa hề kết bạn với nhau. Các anh chị nhá, thì video nó có khả năng phân phối và video làm sao ạ? Nó giảm thiểu cái câu chuyện là các anh chị vi phạm cái chính sách tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook về bán hàng. Được không các anh chị? Bí này này, những cái khách hàng khó tính nhất, lười đọc nhất các anh chị, thì họ cũng sẽ bị thu hút bởi video. Bởi vì có anh chị em nào lười đọc không ạ? Bây giờ lười đọc không ạ? Lười nhìn hình ảnh không ạ? Nhưng sẽ bị cuốn hút bởi những cái thước phim, những cái video marketing, bởi vì nó đẩy được cái cảm xúc và cho họ những cái điều họ mong muốn các anh chị. Và các anh chị có thấy là bây giờ gần Tết đúng không ạ? Rất nhiều những cái video là về nhà với mẹ đúng không các anh chị ha? Đúng không ạ? Hành trình về nhà với mẹ, về nhà đón Tết với mẹ được không các anh chị? Lý do vì sao mà các nhãn hàng họ lại tập trung vào cái điều này? Bởi vì họ video nó đánh được vào cảm xúc các anh chị. Đúng không? Nó thay đổi được cái cảm xúc của khách hàng của mình.
Chính vì vậy mà nếu bây giờ mình đứng ngoài cái cuộc chơi này và mình không thật sự đầu tư thời gian, đầu tư tâm sức của mình vào video là các anh chị đang làm lỡ đi một cái xu xu thế các anh chị. Các anh chị nha. Và video nó tạo được niềm tin cho khách hàng. Anh nói ví dụ chị Dung, nếu chị chỉ đăng bài á, người ta sẽ không nghe thấy được giọng nói của chị, người ta không nhìn thấy được gương mặt của chị, người ta không nhìn thấy được cái style ăn mặc của chị, người ta cũng không thấy được cái quan điểm sống của chị, đúng không ạ? Người ta cũng không thấy được hình ảnh của chị sử dụng sản phẩm thật, đúng không? Đúng không các anh chị? Chính vì vậy ấy, để giữ chân khách hàng và để khách hàng đưa ra một cái quan điểm tiêu dùng với các anh chị thì bản thân các anh chị chính là cái giá trị cốt lõi mà các anh chị cần phải bán. Có đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Nha các anh chị nha. Bởi vì khách hàng người ta cảm thấy yên tâm. Người ta thấy chị Dung uống cà phê. Đúng không ạ? Người ta thấy chị Dung gì uống protein. Người ta thấy chị Dung pha gì ạ? Pha bột cần tây với lại gì Vita C cực kỳ ngon đúng không? Cái hôm mà anh đến cái hội hội nghị Expo đó mọi người, trời ơi khát nước dã man các anh chị ạ. Thì đại lý của anh đã đến ngay cái quầy của LiveGift và đã được phục vụ là nước uống cần tây mix cùng với Vita C. Trời ơi, sao mà nó ngon ngất ngây luôn đó mọi người ạ. Cái cảm giác khi mà mình đã vừa mệt xong rồi vừa khát nước được uống một cái cốc cần tây pha cùng Vita C mới thấy cái cuộc đời này là gì. Sao mà nó lại có thể tuyệt vời như vậy các anh chị đúng không ạ? Và phát hiện ra một điều rằng là gì ạ? Vừa làm thanh lọc đào thải độc tố đúng không ạ? Vừa để còn cung cấp Vita C cho cơ thể của mình đấy các anh chị. Thì các anh chị pha trực tiếp cái sản phẩm đấy lên. Các anh chị làm video đi ạ. Chia sẻ với các anh chị nhá, 10 video, các anh chị tin không ạ? Kiểu gì cũng sẽ có vài đơn hàng quay về. Nhưng nếu các anh chị cứ đăng ngoài, chả có đơn hàng nào hết. Và Facebook nó sẽ đưa ra một cảnh báo là bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi rằng là gì ạ? Bạn đang có những hành vi bán hàng trên này đúng không? Nhưng mà video nó lách được các anh chị. Và nhất là Reel, Reel 1 phút đi ạ. Thì cực kỳ dễ tiếp cận các anh chị. Các anh chị tưởng tượng nhá, một cái Reel, một cái bài viết của các anh chị, nếu bài bán hàng nhá, chỉ có 10 đến 20 người xem hết phim. Và cái bài đó nó bị trôi quên lãng đúng không? Nhưng chuyển đổi cái content đó lên thành video đó các anh chị thì có thể tiếp cận 1k 2.000 lượt xem. Thì cứ tưởng tượng đi, 200 người quan tâm. Thì không các anh chị, thì các anh chị chốt được hai khách hàng có sướng không các anh chị? Có tuyệt vời không ạ? Nhưng mà cái video đó nó có tái, nó có thể gì tái remarketing lại rất là nhiều lần các anh chị nhé. Rồi, đây ạ, video nó mang lại cái tỷ lệ chuyển đổi cao nhất đi ạ. Và đây chính là hiệu quả không thể phủ nhận của video marketing so với những cái phương tiện khác và tạo được các giai đoạn thu hút, giáo dục, chuyển đổi khách hàng, bám đuổi theo hành trình khách hàng một cách nhanh nhất các anh chị. Rồi các anh chị nhá. Và video các anh chị nó là một cái phương tiện tối ưu cái công cụ tìm kiếm bây giờ này. Bây giờ đúng không ạ? Khi mà chị Dung muốn tìm kiếm công cụ là ví dụ như là cà phê mà không bị mất ngủ á. Đúng không ạ? Thì chắc chắn một điều, video nó sẽ được ưu tiên lên trên đầu. Các anh chị, nếu như dưới video của các anh chị về cà phê Linh Di đúng không ạ? Các anh chị là gì ạ? Cà phê không làm mất ngủ. Đúng không? Cà phê làm đẹp da. Thì khi người ta tự tỷ lệ tìm kiếm thì những cái video nào có những cái hashtag như vậy nó sẽ gia tăng tỷ lệ tìm kiếm được các anh chị và video sẽ được gì ạ? Sẽ được ưu tiên hiển thị hơn nha các anh chị nha. Đó chính vì vậy mà các anh chị làm sao ạ? Thấy rằng là cái việc mà các anh chị làm được những cái video đều đặn các anh chị và tí cho các anh chị xem những cái thực tế các anh chị nha. Rồi tuy nhiên ạ. Tuy nhiên cái điều này các anh chị này. Làm video á nó không phải là cái câu chuyện hôm nay vui thì làm. Ngày mai không vui không làm nữa các anh chị. Nó cũng không phải là câu chuyện của ngày 1, ngày 2. Đúng không? Để có kết quả như ánh ngày hôm nay, nó là cả một hành trình dài. Hành trình của sự nỗ lực, hành trình của sự kiên trì, hành trình của câu chuyện đó là mình phải là kết quả của sản phẩm, mình phải là cái người kiên trì hơn cái sự mong chờ của khách hàng thì mới chiến thắng, có đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Các anh chị đăng một video, hai video, 10 video chưa ra đơn, nó là chuyện hết sức bình thường. Các anh chị nhá, bởi vì nó chưa đủ tỷ lệ. Chị Thanh bảo là đúng ạ Dung ơi, cố lên em. Chị sẽ đợi đến cái video 50 của em, chị sẽ quyết định mua hàng. Ôi chu choa mẹ ơi, đến video 49 chị Dung bảo là mệt quá rồi, chán quá rồi. Đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Và chị Thanh bảo là hôm nay mình sẽ lướt Facebook của bạn Dung này, nếu như bạn này ra một cái video nữa thì mình sẽ mua hàng của bạn này, thì mình tin bạn này. Vì mình đã đếm được cái video 49 rồi. Ôi chu choa, đến video 49 thì các anh chị từ bỏ mất rồi. Đúng không các anh chị? Và chị Thanh bảo là may quá, may là mình đã không mua hàng của bạn này vì bạn này đã không kiên trì giống như những gì mình mong đợi. Các anh chị có đúng không ạ? Các anh chị nhá. Chính vì vậy á, làm video đấy các anh chị nó phải kỷ luật các anh chị. Không phải là câu chuyện thích mấy làm, có hứng mấy làm, mà là sự xây dựng kỷ luật mỗi ngày các anh chị. Và team của Đánh hiện tại đang có một cái team, đó là team làm video và live stream thực chiến các anh chị. Các anh chị nhá. Team làm video và live stream thực chiến luôn các anh chị. Có những anh chị trên Facebook đã bị bóp tương tác. Đúng không ạ? Thì các anh chị lại live stream trên fanpage luôn các anh chị, mọi người thấy có kinh khủng không ạ? Lý do là bởi vì kỷ luật đấy các anh chị. Và mọi người có biết không, ngày hôm qua Ánh và chị Hồng Anh nhánh đi về quê
thì 7 giờ rồi, à lúc đấy 6 rưỡi là hai chị em quyết định là vẫn sẽ làm live stream nửa tiếng các anh chị. Nhưng mà nói là nửa tiếng thì các anh chị vẫn làm live stream đến tận 45 50 phút luôn các anh chị. Đúng không ạ? Mình có rất nhiều lý do để mình có thể không làm live stream, nào là mình về quê mình bận đúng không? Nhưng mà không, anh muốn kỷ luật các anh chị, đó là lý do vì sao mà anh lại tuyển dụng tốt, bởi vì người ta tin tưởng vào cái hành trình, cái sự nỗ lực của mình các anh chị. Đúng không ạ? Và lưu ý này, xây dựng thương hiệu cá nhân ấy và làm video ấy, là các anh chị định vị rõ mình là ai. Các anh chị nhá, mình phải định vị rõ mình là ai này các anh chị. Đúng ạ? Ví dụ như này này. Bản thân anh định vị mình là một chuyên gia về xây dựng nhân liệu, một chuyên gia về huấn luyện đào tạo, một chuyên gia về tuyển dụng các anh chị, thì mình làm rất chuyên sâu về lĩnh vực này luôn các anh chị, và mình làm điên cuồng mỗi một ngày. Vậy nếu các anh chị đã coi đúng gọi Live Gift là một cái sản phẩm về chuyên gia làm sao ạ, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động đúng không các anh chị, đúng không, chuyên gia về cung cấp sản phẩm chất lượng các anh chị, thì hãy biến mình trở thành một cái thương hiệu mà người ta nói đến các anh chị là người ta nói đến Live Gift các anh chị. Và mình phải chuyên sâu với cái điều đó đấy các anh chị nha. Mình phải chuyên sâu, các anh chị đừng lan man các anh chị. Xây dựng thương hiệu cá nhân là định vị rõ mình là ai, và video của mình nó phải chuyên sâu theo cái định vị của mình các anh chị. Đúng không ạ? Để mà khách hàng người ta nhớ mặt gọi tên các anh chị, để mà ta làm sao ạ? À người ta tin tưởng vào cái sự lựa chọn, cái sự kiên định của các anh chị nữa. Các anh chị nha. Và lưu ý các anh chị comment được không ạ? Làm video á như một món ăn hàng ngày. Và tí xíu nữa anh sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách mà các anh chị có thể làm hàng ngày luôn, kể cả khi các anh chị không giỏi kỹ thuật, đúng không ạ? Những anh chị em nào mình đang đang lo lắng cái câu chuyện là tôi không giỏi kỹ thuật thì liệu tôi có làm được video không các anh chị, những anh chị em nào, những anh chị em nào mà mình đang lo lắng á, là các anh chị có lo lắng cái câu chuyện là em ơi đúng không, như chị Hạnh, em thấy chị Hạnh là đeo đôi kính đúng không ạ, và chắc chị Hạnh đã có tuổi đúng không ạ, và chị Hạnh sẽ băn khoăn là anh ơi cơ mà chị không giỏi kỹ thuật đâu em, thì liệu rằng chị có làm được video bán hàng không, đúng không ạ? Thì các anh chị nhất định phải ở đến cuối cái buổi ngày hôm nay, em sẽ chỉ cho các anh chị rằng là nếu như các anh chị có kỹ thuật nó quá hoàn hảo đúng không ạ, không có điều gì bàn cãi, vậy thì cá nhân tôi đúng không ạ, không giỏi về mặt kỹ thuật thì liệu rằng tôi có thể làm được cái video bán hàng hay không. Và tí nữa anh sẽ cho các anh chị xem thử một video anh làm thử được các anh chị nhé, là khi anh không hề giỏi, anh thể hiện là không biết gì về mặt kỹ thuật, anh có thể làm được video không các anh chị, tí xíu nữa các anh chị sẽ được biết và cái bí kíp làm thế nào để mình có thể làm được cái video này các anh chị nha. Ok không ạ? Rồi ok các anh chị. Nhớ nha các anh chị. Nhớ rằng là làm video giống như ăn cơm đấy các anh chị. Được không ạ? Rồi. Bây giờ nhá, bây giờ mình đi vào luôn cái nội dung quan trọng ngày hôm nay. Nó sẽ giải quyết cho các anh chị này. Rồi. Vậy bây giờ anh hỏi các anh chị ạ. Bây giờ các anh chị thấy rằng làm video có quan trọng không ạ? Các anh chị thấy rằng làm video có quan trọng không các anh chị? Những anh chị em nào thấy rằng mình làm video nó là quan trọng và nhất định phải làm, các anh chị comment nhất định. Các anh chị thấy rằng là bây giờ anh cho các anh chị xem nhé. Quan trọng không? Cực kỳ quan trọng mọi người. Bây giờ các anh chị xem là Facebook cá nhân của anh nhé. Đây ạ. À, cho các anh chị xem thực tế là Facebook cá nhân của anh, là các anh chị xem có đếm được video không nha mọi người nha. Đúng không ạ? Và các anh chị comment cái điều này giúp anh ạ. Anh không bao giờ anh đợi anh giỏi anh mới làm các anh chị ạ. Đúng không ạ? Không bao giờ đợi mình giỏi mình mới làm, mà anh lại làm cho đến khi mình giỏi nha các anh chị. Nha các anh chị nha. Các anh chị hãy nghe lời anh ạ. Hãy bắt đầu làm những cái video giỏi nhất có thể. Hãy bắt đầu làm những cái video mà mình cảm nhận thấy là mình không muốn nghe nhất có thể các anh chị. Nhất định mình phải làm các anh chị, và mình phải coi nó giống như một món ăn tinh thần các anh chị. Được không ạ? Và coi nó là một cái sự nghiệp cuộc đời của mình các anh chị nha. Thì đây, cho các anh chị xem Facebook cá nhân thực tế của anh nha các anh chị. Đây ạ. À. Và các anh chị thử xem là có anh chị em nào có khả năng đếm được video của anh không các anh chị? Đây mọi người. Các anh chị nhiều đến cái mức độ mà các anh chị sẽ không thể nào đếm được đâu ạ. Các anh chị nhé. Đây các anh chị này. Mọi người thấy không ạ? Nhiều đến cái mức độ mà không thể nào đếm được video nữa các anh chị. Đây 2K lượt xem này các anh chị này. Đó cái video tuyển bố Tết đấy ạ. Đây. Được không các anh chị? Mình làm nhiều đến cái mức độ mà không đợi mình giỏi các anh chị mới làm thì các anh chị đấy, mọi người thấy không, mọi người nhìn thấy tại sao anh tuyển dụng tốt không ạ, tại sao mình bán hàng tốt không các anh chị, là vì anh làm những cái video đơn giản này các anh chị, cực kỳ đơn giản nha mọi người nha. Và cho các anh chị xem thử, anh sẽ cho các anh chị xem thử cái video nha các anh chị nha, và chia sẻ với các anh chị là có những cái video này, ví dụ như video này thì có thể cho kỹ thuật vào nhá, ví dụ ạ.
Ngày mùng 5, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024, Đỗ Anh và Hồng Anh cùng tham dự một sự kiện đặc biệt. Dấu ấn hội tụ, vượt sóng ra khơi, Dropy. Bật mí với các bạn, sự kiện đặc biệt sẽ được dẫn dắt bởi một MC, một đạo diễn với những bộ phim vô cùng đình đám. Hello! Trân Thành xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả và các quý đối tác của Dropy. Xin được thông báo một tin vui là vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 này thì Trấn Thành sẽ tham gia đêm gala dấu ấn hội tụ với chủ đề vượt sóng ra khơi của Dropy. Và chưa dừng lại đó, các bạn sẽ được đắm chìm trong một không gian âm nhạc vô cùng sôi động với những bản top hit đang đứng vị trí top trend trên các bảng xếp hạng bởi một nữ ca sĩ đình đám với một giọng hát vô cùng cuốn hút. Và cô ấy sẽ là ai? Hãy cùng Ngô Anh theo dõi ngay sau đây nhé. Top Ten xin chào và hẹn gặp khán giả của gala dấu ấn hội tụ tại nhà thi đấu quân khu 7 vào ngày 6 tháng 1, 2024 nhé. Và nếu như bạn là một người yêu thích những bản ballad trữ tình sâu lắng thì chắc chắn trong chương trình dấu ấn nội tụ vượt sóng ra khơi của Dropy, bạn sẽ vô cùng mãn nhãn bởi phần trình diễn vô cùng đỉnh cao đến từ một nam ca sĩ có khả năng ly vô cùng tuyệt vời. Vì sao em đã làm tim anh nát tan, đến đây vội vàng rồi lại dở dang. Hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện dấu ấn nội tụ vượt sóng ra khơi Dropy. Các anh chị, đây là những video về mặt kỹ thuật thì các anh chị nha. Rồi, vậy thì những cái video đơn giản như nào các anh chị đây? Trong tự nhiên không phải loài mạnh nhất sẽ tồn tại sau cùng, cũng không phải loài thông minh nhất mà chính là loài có khả năng ứng biến tốt nhất. Còn trong kinh doanh thì không phải người giỏi nhất là người thành công, cũng không phải là người chăm chỉ nhất mà là người kiên định với mục tiêu và lựa chọn của mình. Khi có mục tiêu tự khắc sẽ có hành động quyết liệt và hết mình. Và chúc mừng bạn đã xem được video này cùng với tụi anh nhé. Thế thì đúng không ạ? Trong tự nhiên không phải mọi người thấy là 100 lượt like đúng không ạ? Và rất nhiều những comment đúng không? Và lý do vì sao ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các anh chị cái câu chuyện làm video á. Các anh chị là như này, bản thân đánh chấm video á, các anh chị anh thấy mà các anh chị có một cái điểm yếu, các anh chị biết là gì không ạ? Đó là các anh chị chưa biết nhấn nhá trong một video. Nha các anh chị nha. Và bây giờ anh sẽ cho các anh chị xem là một video thô đúng không ạ, hoàn toàn không đưa ứng dụng kỹ thuật vào, thì theo các anh chị là các anh chị có thể làm được như này không ạ? Và ngày hôm nay sẽ chỉ cho các anh chị cái cách làm thế nào để cùng một cái video đó, nếu các anh chị chưa giỏi mặt kỹ thuật mình vẫn có thể tự tin làm được. Các anh chị thì có biết là các anh chị có hóng cái video thô này không ạ? Thô cái là không dùng đến mặt gì kỹ thuật, thì các anh chị không dùng đến kỹ thuật được các anh chị nha. Và đây là video mà bên LiveGift đưa ra và anh chị làm thô thôi ạ, làm thô đơn giản. Và các anh chị thử nghe rằng là nếu như mình chưa có ứng dụng kỹ thuật cao thì mình cũng có thể làm được video hay không, thì các anh chị làm sao ạ? À đúng rồi, hóng đọc to rõ ràng các anh chị tí xíu đó, nhất định làm video các anh chị phải nắm được 5 kỹ thuật về giọng nói. Làm thế nào dù mình chưa giỏi về mặt kỹ thuật thì video đó của mình cũng sẽ có điểm chạm cảm xúc với khách hàng, được không các anh chị? Đúng không ạ? Chính vì vậy là quan điểm của anh rằng là mình hãy bắt đầu, hãy dám cho mình cơ hội bắt đầu với những cái video thô nhất nhỉ các anh chị nha. Thì đây ạ, đây chính là video mà thô nhất có thể các anh chị anh vừa làm và nó cũng đơn giản được các anh chị. Nhà các anh chị nha, đây mọi người đánh một chút nha, đánh bật lên để các anh chị xem thử. Đây nha mọi người, làm thô nha, chưa có động đậy thì các anh chị nhá. Đây ạ, full to này các anh chị, đây. Ủa, các anh chị có nhìn gì không nhỉ? Ok, đây ạ. Tiêm nghiện cà phê mà sợ những tác dụng phụ như là say rồi nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nhá. Em này là cà phê hòa tan Lingzi Coffee, là sự kết hợp giữa cà phê thượng hạng và bào tử lấm linh chi phá vách. Công thức thì được suy tính một cách rất kỹ lưỡng, bổ sung vitamin A, E, hạ mức caffeine vừa đủ để giữ tỉnh táo mà không gây mệt hay đau đầu hay là tim đập nhanh khi uống. Và mỗi một hộp như thế này thì có tới 20 gói ở bên trong, cực kỳ thuận tiện pha chế tại chỗ hoặc là mang khi mà đi du lịch, đi công tác. Và khi pha cà phê này phải nói là một mùi thơm nồng, đậm vị cà phê nhưng lại không đắng ngắt, và yên tâm là hợp vị cả với những người lần đầu tiên uống cà phê giống như anh đây này. Và mỗi một buổi sáng, một ly sẽ giúp cho tinh thần của bạn vô cùng là tỉnh táo, năng lượng, mà thành phần nấm linh chi còn hỗ trợ thải độc gan, làm đẹp cho da và tốt cho cả sức khỏe tim mạch nữa đấy.
Ai ghiền mà lại sợ các tác dụng phụ tới giấc ngủ, làn da thì thử ngay nha, đảm bảo là không làm mọi người thất vọng đâu. Và bây giờ thì mời mọi người thưởng thức cà phê Linh Di Coffee nè. Mọi người thấy không ạ? Cái câu chuyện ở đây là gì ạ? Nếu các chị cần làm đơn giản như vậy, cầm sản phẩm lên, nói như vậy, thêm một chút âm nhạc, anh tin chắc một điều là các anh chị đã bán được hàng. Và nó giải quyết cái câu chuyện là ngay cả khi tôi có tuổi tôi cũng giỏi mặt kỹ thuật, đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Các anh chị cần xóa nền cho ảnh, cho diện, cho cái video lên các anh chị, đúng không các anh chị ha? Và đây là một cái video mà anh quay rất là thô luôn các anh chị, chưa có đưa vào âm nhạc, chưa đưa vào kỹ thuật gì các anh chị, đúng không các anh chị? Vậy thì các anh chị thấy rằng là cái câu chuyện là video đó các anh chị, là mình là kết quả của sản phẩm, mình dùng sản phẩm và mình lan tỏa chia sẻ thật về sản phẩm các anh chị, thì các anh chị có thấy thế nào ạ? Đúng không các anh chị? Thì các anh chị có thấy nó đơn giản không ạ? Anh nói là chưa cần là các anh chị phải pro về mặt kỹ thuật các anh chị nhé, đúng không ạ? Chỉ cần các anh chị có được những kỹ thuật cơ bản về cái việc là mình sẽ làm thế nào để mình nói được các anh chị, đúng không ạ? Thì không biết là các anh chị có mong muốn là mình sẽ được học cái kỹ thuật tiếp theo này không ạ? Kỹ thuật làm thế nào để mình sẽ nói nhấn nhá ở đâu, đúng không các anh chị? Mình sẽ làm sao ạ? Sẽ làm thế nào để xác định được là trong một cái nội dung văn bản đấy thì mình cần phải nói như nào, được không các anh chị? Đúng không ạ? Và các anh chị thấy nó có đơn giản không ạ? Và dành cho các chị xem nhé. Một cái ví dụ từ một cái người, một cái cao thủ của các anh chị đây. Đây ạ. Rất đơn giản. Không làm gì nhiều về mặt kỹ thuật đâu ạ. Đây. Đây ạ. Đây chính là bác sĩ Hiếu các anh chị. Đây này. Bác sĩ cũng chỉ làm những cái video nó rất là đơn giản thôi. Và ngày mai các anh chị sẽ được học những cái kỹ thuật nó thêm những cái phần kỹ thuật như các anh chị. Nhưng mà bác sĩ cũng chỉ là ngồi như vậy được. Đúng không ạ? Đây các anh chị nhá. Làm rất nhiều những cái video này các anh chị nha, và anh thấy rằng là đây. Đây đấy, thấy không ạ? Đây. Ví dụ các anh chị có thể làm gì ạ? Ví dụ là liệu có một loại cà phê mà không say không, đúng không ạ? Hoặc là liệu có một loại cà phê mà uống vào còn đẹp da không? Thì các anh chị có thể ngồi giống như bác sĩ Hiếu như này các anh chị. Làm một cách đơn giản như này các anh chị ha. Nhưng mà này các anh chị này. Khi mà các anh chị theo dõi bác sĩ Hiếu này, các anh chị sẽ nhận ra một điều. Bác sĩ cần nhấn ở đâu, người ta sẽ nhấn ở đấy. Đúng không ạ? Và người ta nói rất tròn vành rõ chữ các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị có mong muốn là mình sẽ được học cái kỹ thuật làm thế nào để mình kiểm soát được cái cách truyền tải nội dung không ạ? À, cái kỹ năng làm thế nào để mình truyền tải nội dung không các anh chị? Mình có muốn được học cái kỹ thuật này không ạ? Đây là một trong những cái nội dung mà chia sẻ với các anh chị rằng ngày nào anh cũng làm. Các anh chị ngày nào mình cũng làm luôn ạ. Và anh vô cùng kỷ luật với điều này. Các anh chị. Được rồi. Chắc những anh chị em nào đã từng học với anh, các anh chị mà nghiêm túc rèn luyện cái điều này á, các anh chị sẽ vô cùng thành công trong việc làm video, trong việc làm live stream các anh chị, trong việc đi tư vấn khách hàng. Nhà các anh chị, đó là 5 điều áp dụng để luyện tập giọng nói. Vì khi mà anh nghe video của Kiều Anh á, cái ấn tượng đầu tiên không phải là mặt kỹ thuật, mà bởi vì cô ấy nói rất tròn vành rỗ chữ, cô ấy nói rất truyền cảm hứng, và cô ấy biết sử dụng ngôn ngữ hình thể trong một đoạn video, chứ không phải là mặt kỹ thuật. Các anh chị nhá, khi anh chấm Oanh ấy, cái điều đầu tiên, ấn tượng đầu tiên đó là cô ấy có một gương mặt rất rạng rỡ, cô ấy có một giọng nói rất chất lượng, cô ấy có một giọng nói tròn vành rõ chữ, biết nhấn nhá các anh chị. Đúng không ạ? Rồi, thì các anh chị có sẵn sàng để luyện tập cái điều này không ạ? Thì chị hay chị Hạnh ở Tây Ninh nhá. Em cam kết với chị là chị không cần quá giỏi về mặt kỹ thuật, nhưng chị vẫn có thể có những cái video làm có điểm chạm cảm xúc các anh chị. Bởi vì làm sao ạ? Khi chị luyện cái điều này, lý do này, nguyên tắc này, 55% là đến từ cái ngôn ngữ cơ thể của các anh chị. Được không ạ? Được không ạ? 7% đến từ ngôn từ và 38% đến từ giọng nói, ngữ điệu của các anh chị. Nhá các anh chị nhá. Vậy bây giờ mình có content rồi đúng không? Việc của mình là gì ạ? Sử dụng cái ngôn ngữ hình thể của mình để biểu đạt cho những nội dung. Và 38% giọng nói của mình luyện tập giọng nói của mình là mình đã ăn chắc phần thắng là các anh chị. Đúng không ạ? Anh nói ví dụ đến cái đoạn đó là ví dụ như là giúp cho bạn làm đẹp da này, đúng không? Giúp bạn làm đẹp da và bảo vệ sức khỏe tim mạch, thì mình chỉ nghe vào phần là gì? Tim mạch của mình, đúng không các anh chị? Là cái ngôn ngữ hình thể của các anh chị nó đã biểu đạt giúp các anh chị rồi. Cho nên nó giải được cái bài toán câu chuyện là ngay kể cả khi tôi không giỏi về mặt kỹ thuật, tôi vẫn có thể tự tin để làm những cái video, đúng không các anh chị? Được không ạ? Chỉ với cái câu chuyện là nhất định phải luyện tập các anh chị. Nhất định phải luyện tập cho các anh chị nha. Anh nói ví dụ này, khi mà các anh chị cùng một cái nội dung như này, đúng không ạ, thì chắc chắn là bạn Oanh, bạn sẽ đọc rất hay. Ok ạ, thế bây giờ có thể là mời bạn Oanh, đúng không ạ? À, Oanh có thể mở mic, Oanh đọc cái nội dung này cho anh chị em cùng nghe được không các anh chị?
được không ạ? MC của chúng ta đọc luôn cái nội dung này các anh chị nhá. Thì nó có 5 cấp độ giọng nói ạ. Một là nói tròn vành rõ chữ. Hai là gì ạ? Giọng nói ngân dài. Ba là gì ạ? Giọng trầm ấm. Bốn là gì ạ? Nói nhanh các anh chị. Năm là gì? Nói hùng hồn các anh chị nha. Rồi, vậy hãy tưởng tượng ạ, nếu như một người không luyện đọc thì cái nội dung này nó sẽ không thể truyền tải được hết đúng không ạ? Nhưng nếu như mà Oanh luyện đọc hay thì Oanh có cần phải có cần cần nhất thiết là phải bổ trợ hình ảnh không? Không cần. Đúng không ạ? Tự tin không ạ? Bởi vì chỉ cần nói thôi thì cũng có thể đã tạo ra được điểm chạm cảm xúc rồi, và nó giải quyết được cả cái câu chuyện là tôi không giỏi kỹ thuật tôi vẫn có thể làm được video nhờ câu chuyện tôi luyện tập. Ok không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ mời Oanh nữa không ạ? Oanh đọc xong anh sẽ đọc cho các anh chị. Các anh chị cổ vũ cho Oanh nữa không ạ? Ôi, Thực chiến luôn các anh chị bất nhá. ngờ Luyện tập luôn các anh ôi chị. bất Không ngờ quá sao, em cứ đọc đi. Em chọn ôi giọng đọc nào cũng được. chị làm em bất ngờ quá chứ Anh chị cổ ôi vũ cho Oanh được không ạ? Hôm nay bị bắt cóc đúng không? Bởi vì ôi Oanh làm video rất là hay. Các anh chị luyện ôi tập nhá. dạ Các anh chị này. Luyện tập, em giọng đọc nào cũng được nhá. dạ vâng chị làm Rồi. em bất ngờ quá nên thôi em cũng xin được cố gắng để đọc cái đoạn văn sau dạ vâng. Xin mời các anh chị em chúng ta cùng lắng nghe ạ. Tuổi trẻ không phải là một định nghĩa để chỉ các giai đoạn của đời người, mà tuổi trẻ là một định nghĩa để chỉ trạng thái của tâm hồn. Nếu thời gian in hằn những vết thương lên da thịt, thì chính trạng thái sống thờ ơ và hài lòng với những gì mình đang có là những vết thương in hằn lên chính tâm hồn bạn. Tuổi trẻ không phải là lòe loẹt phấn son, là phô trương trong những bộ trang sức to đùng hay hét ầm cho cả thế giới biết mình là ai, mà tuổi trẻ đơn giản thôi, nhào vô và hành động, khám phá thế giới, khẳng định bản thân, để sau những trầy da tróc vẫy là hàng lô hàng lốc những bài học kinh nghiệm mà không có bất cứ trường lớp, sách vở nào có thể dạy. Đó mới là định nghĩa của tuổi trẻ. Trời ơi, Tuyệt cái vời nội không các dung anh này chị? em đọc em thấy xúc động quá chị, xúc Có động tuyệt vời không ạ? Rất hay đúng không các anh chị? cảm Các anh ơn chị thấy chị. rằng là gì ạ? Việc là bạn ấy đọc như vậy thì có cần thiết phải đến cái mức độ là cần phải có nội dung là bổ trợ không các anh chị? Không cần đúng không các anh chị? Chính vì vậy các anh chị đọc phải luyện đọc được 5 cấp độ giọng nói này. Và khi mình làm video đấy các anh chị ha, đúng không ạ? Các anh chị thấy rằng các bạn nội dung ạ, vì anh nói từ là gì ạ? Đó chính là cà phê Lingzi Coffee. Thì lúc đấy mình sẽ không thể đọc là Lingzi Coffee đúng không ạ? Mình đọc là cà phê, đó chính là cà phê Lingzi Coffee. Vậy thì nó là cách đọc gì ạ? Đọc ngân dài và gì ạ? Đúng không các anh chị? Đọc rõ, đọc ngân dài trong cùng một cái tên thương hiệu sản phẩm đúng không các anh chị ha? Vậy thì bây giờ anh sẽ đọc thử cho các anh chị này. Đúng không các anh chị? Cái bây giờ các anh chị thấy rằng làm video á là người ta ấn tượng với mình đầu tiên bởi giọng nói của mình. Đúng không ạ? Bởi kỹ thuật của mình đã. Người ta chưa ấn tượng với cái câu chuyện là cần phải có hình ảnh bổ trợ đúng không các anh chị? Chính vì vậy ngày hôm nay á, các anh chị chỉ cần luyện đọc được cho mình một cái nội dung văn bản này, luyện đi luyện lại các anh chị, và team của anh có bạn Tuyết Mai á là bạn rất kỷ luật với cái luyện này, và từ một cái người mà có cái giọng bạn nói rằng là có thể là hơi chua một chút xíu các anh chị, thì nhờ cái câu chuyện bạn ấy luyện ấy, bạn đã thay đổi được giọng nói của mình vô cùng tích cực luôn các anh chị, và bây giờ bạn làm video cực kỳ hay luôn các anh chị nha. Thì bây giờ anh sẽ đọc thử các anh chị này. À, ví dụ anh vừa rồi là đọc ở cái trạng thái là đọc tròn vành rõ chữ đúng không ạ? Vậy thì bây giờ anh sẽ đọc thử các anh chị cái tông giọng trầm ấm nhá, là các anh chị thấy nó khác với các anh chị đúng không ạ? Ví dụ này, tuổi trẻ không phải là một định nghĩa để chỉ các giai đoạn của đời người, mà tuổi trẻ là một định nghĩa để chỉ trạng thái của tâm hồn. Nếu thời gian in hằn những vết thương lên da thịt thì chính trạng thái sống thờ ơ và hài lòng với những gì mình đang có là những vết thương in hằn lên chính tâm hồn bạn. Tuổi trẻ không phải là lòe loẹt phấn son, là phô trương trong những bộ trang sức to đùng hay hét ầm lên cho cả thế giới biết mình là ai, mà tuổi trẻ đơn giản thôi, nhào vô mà hành động, khám phá thế giới, khẳng định bản thân, để sau những trầy da tróc vẩy là hàng lô hàng lốc những bài học kinh nghiệm mà không có bất kỳ trường lớp sách vở nào có thể chỉ dạy. Đó mới là định nghĩa của tuổi trẻ, đúng không các anh chị? Đó là trọng trầm ấm nhé. Bây giờ anh sẽ đọc cái giọng hào sảng để các anh chị thử xem ạ. À, mất tiếng ạ. À, anh có nghe được không nhỉ? Anh có nghe được vừa chị đọc không? Em nghe được chị, em nghe được chị. Ok các anh chị, rồi các anh chị mình có thể kiểm tra lại nhé. Anh đọc cái giọng gọi là hào sảng như các anh chị, đúng không ạ? Tuổi trẻ không phải là một định nghĩa để chỉ cách giai đoạn của đời người, mà tuổi trẻ là một định nghĩa để chỉ trạng thái của tâm hồn. Nếu thời gian in hằn những vết thương lên da thịt thì chính trạng thái sống thờ ơ và hài lòng với những gì bạn đang có là những vết thương in hằn lên chính tâm hồn bạn. Tuổi trẻ không phải là lòe loẹt phấn son,
là phô trương cho những bộ trang sức to đùng, hay hét ầm lên cho cả thế giới biết mình là ai, mà tuổi trẻ đơn giản thôi, nhào vô mà hành động, khám phá thế giới, khẳng định bản thân, để sau những chây ra chốc vẩy là hàng lô hàng lốc những bài học kinh nghiệm mà không có bất cứ trường lớp sách vở nào có thể chỉ dạy. Đó mới là định nghĩa của tuổi trẻ. Được không các anh chị? Thì đó là cái giọng mình đọc hào sảng như các anh chị. Rồi, ví dụ như mình, các anh chị thấy rằng đúng không ạ? Ví dụ như mình nói một cái giọng kiểu tròn vành rõ chữ, đúng không ạ? Thì giống như là kiểu anh đọc như các anh chị. Giọng trầm ấm các anh chị, giọng hào sảng các anh chị, có thể giọng đọc chậm như các anh chị, đúng không ạ? Thì các anh chị làm sao? Tuổi trẻ không phải là một định nghĩa để chỉ các giai, cái đúng không ạ các anh chị? Thì các anh chị cần phải luyện đấy các anh chị, đúng không ạ? Khi mà các anh chị đọc như vậy, đúng không các anh chị? Ví dụ mình nói là gì ạ? Khi mình nói là gì ạ? Và nếu các bạn đang quan tâm thì nhất định cần phải dùng đến cà phê Linh Di Coffee. Người ta có ấn tượng không các anh chị? Đúng không ạ? Nếu mình thật sự nghiêm túc đầu tư vào một content. Là các anh chị nha. Ví dụ như là bây giờ nó là một cái content của nhà PDP đây. Thì anh cho các anh chị xem là cái câu chuyện là mình đã làm như thế nào để mình có thể luyện đọc được cái nội dung này. Là các anh chị nha. Đây. Đây ạ. Thì đây anh sẽ đọc lại cho các anh chị xem này. Ví dụ đi ạ. Nếu anh đọc này, tim nghiện cà phê, ví dụ anh đọc bình thường nhá, không luyện này, tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như là say, nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món ăn này nha. À, em này là cà phê hòa tan Ninh Di Coffee, là sự kết hợp của hạt cà phê thượng hạng và bảo tử nấm linh chi phá vách, công thức được suy tính kỹ lưỡng, bổ sung thêm vitamin A, e. Các anh chị có thấy hấp dẫn không ạ? Tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như say, nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha. Em này á là cà phê hòa tan Lindsay Coffee, là sự kết hợp giữa hạt cà phê thượng hạng và bảo tử nấm linh chi phá vách. Và công thức thì được suy tính kỹ lưỡng, có bổ sung vitamin A, E, hạ mức caffeine vừa đủ giữ tỉnh táo mà không gây mệt, đau đầu hay là tim đập nhanh khi uống nha. Thì mọi người có thấy là anh áp dụng cái công thức năm giọng đọc ở đây không ạ? Đúng không các anh chị? Tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như say, nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha. Em này là cà phê Lindsay Coffee, là sự kết hợp giữa các hạt cà phê thượng hạng và bao tử nấm linh chi phá vách. Và công thức được suy tính kỹ lưỡng, bổ sung vitamin A, E, hạ mức caffeine, đọc chậm này, hạ mức caffeine vừa đủ để giữ tỉnh táo, không gây mệt, đau đầu hay tim đập nhanh khi uống. Thì mọi người thấy rằng là gì ạ? Khi mà mình, đúng không ạ, luyện tập đúng không? Mình sẽ gạch chân này. Các anh chị nhìn thấy những cái chữ màu đen không ạ? Là những chữ mà anh đã gạch chân. Để làm gì ạ? Để mình xác định được cái giọng đọc nào, cái từ nào mình cần nhấn nhá trong cái nội dung văn bản đó luôn các anh chị. Đúng không các anh chị? Anh nói là gì ạ? Tim đúng không ạ? Say này. Đúng không ạ? Ví dụ là say này. Đúng không ạ? Rồi là nổi mụn này. Hay là mất ngủ này. Đúng không các anh chị? Thì đừng bỏ qua món này nha. Thì các anh chị thấy rằng là khi mà các anh chị sử dụng được, các anh chị áp dụng được các kỹ thuật giọng nói trong cùng một video, thì theo các anh chị là đã cần phải sử dụng đến ngành bổ trợ chưa ạ? Các anh chị thấy rằng là đã cần phải sử dụng đến ngành bổ trợ thôi các anh chị. Các anh chị luyện được như vậy ạ, thì không cần sử dụng đến ngành bổ trợ luôn các anh chị. Là các anh chị đã có thể làm được video nghe kể cả khi các anh chị không có giỏi về mặt kỹ thuật rồi. Ok không các anh chị? Đâu ạ? Các anh chị còn đang nghe không các anh chị? Các anh chị có thấy ok không ạ? Mọi người đâu các anh chị? Các anh chị thấy sao ạ? Các anh chị thấy luyện, các anh chị thấy thế nào? Và yếu tố tiếp theo là các anh chị này. Ví dụ nhá, các anh chị muốn là cái giọng của mình ấy, đúng không ạ? Mà nó có lên, có xuống đúng không ạ? Thì quan điểm của anh là luyện hát. Các anh chị có tin không ạ? Ngày nào anh cũng luyện hát, mọi người có tin không? Hát bất kỳ một lúc nào luôn các anh chị, để làm gì ạ? Bởi vì mình xác định này, con đường video và live stream này nó là sự nghiệp của mình. Đúng không ạ? Mình có sản phẩm tốt, đó là sản phẩm live gift ở trong tay rồi. Ok không các anh chị? Việc của mình là mình có học được kỹ thuật làm video rồi. Thì bây giờ ấy, mình cần phải cải thiện cái giọng nói của mình. Để làm sao? Để người thu hút người nghe đúng không ạ? Thì anh nói ví dụ này. Các anh chị hãy nghe lời anh. Âm nhạc là một trong những cái cách giúp các anh chị cải thiện giọng nói cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì á,
âm nhạc đúng không ạ, nó là những cái, nó là gì ạ, nó là những cái giai điệu đúng không ạ, có lên có xuống, có trầm có bổng đúng không ạ. Thì nếu như mình luyện tập đều đặn mỗi một ngày thì cái giọng nói của mình nó sẽ thay đổi các anh chị, nó sẽ thay đổi các anh chị nha. Bây giờ các anh chị có muốn đánh demo thử không ạ, là ví dụ như là tại sao các anh chị cần luyện hát không ạ, các anh chị có cần, có cần mong muốn là các anh chị muốn demo cái này không ạ, các anh chị mong muốn demo không các anh chị. Bây giờ mình demo này, mình xác định nhá, cái việc đầu tiên trước khi mình làm video á, thì nó không phải là học thật giỏi kỹ thuật đâu các anh chị, mà là mình cần luyện cái giọng nói của mình làm thế nào cho thật ấn tượng đúng không các anh chị, được không các anh chị, làm thế nào cho thật ấn tượng nhá. Bởi vì bây giờ này nhà live gift đúng không ạ, đây các anh chị nhà live gift này họ có một cái gì ạ, rất nhiều những cái này, rất nhiều những cái content nha các anh chị, mà chỉ cần các anh chị luyện được 5 cấp độ giọng nói thôi là các anh chị làm sao đã có thể làm được những cái video chất lượng, ngay kể cả khi các anh chị không giỏi mặt kỹ thuật các anh chị nhá. Thì một trong những cái nội, một trong những cái đoạn văn, cái gọi là cái bài hát mà anh rất là yêu thích các anh chị, anh luyện hàng ngày luôn đây, ngày nào anh cũng luyện nhá, luyện này các anh chị này, chọn một đoạn hát mà nó phải có cao độ lên đúng không ạ, rồi là tông tông lên tông xuống các anh chị, và luyện mỗi một ngày khoảng 5 lần các anh chị. Anh nói ví dụ này, một ngày nào đó anh sẽ giống như là em, sẽ đớn đau cho mà xem khi anh yêu một ai hết lòng, thật lòng nhiều lúc em nhớ đến anh ngày xưa, anh biết anh mất gì chưa, anh của ngày xưa đâu mất, ngày chưa đau nhất. Thì âm nhạc đúng không ạ, khi mình luyện như vậy giọng của mình sẽ có đoạn lên đúng không ạ, đoạn xuống đúng không các anh chị, và có gì ạ, âm ngang các anh chị đúng không ạ, cái gì ạ? Âm ngang đấy các anh chị ha, đúng không ạ. Ví dụ đoạn tiếp theo này, cái bài hát các anh chị nên lựa chọn cái bài hát mà giúp cho mình, bởi vì âm nhạc á nó khiến cho cái cảm xúc trong mình nó được khai mở các anh chị đúng không ạ, và cái cảm giác khi mà mình nghêu ngao theo một lời bài hát nào đấy thì tự dưng cái âm giọng của mình sẽ được vỡ ra đấy các anh chị đúng không ạ. Ví dụ như bài, cái bài gửi người yêu cũ, cái đoạn là gì ạ, à, có một cái đoạn hát là gì ạ, à, để anh nhớ xem là một cái đoạn hát là gì ạ, nếu như không mạnh mẽ biết ra thế đây, vì em yêu đuối muôn đời em vẫn yêu đuối, anh không phải sao có thể hiểu được, nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào. Cái gì đâu, thì âm nhạc ấy khi mình luyện như vậy thì tự dưng là cái giọng của mình nó sẽ em sao sẽ được luyện các anh chị đúng không ạ, đó là các anh chị nhá. Thì bản thân anh cũng là một cái người luyện hàng ngày với cái nội dung đó như các anh chị, à nội dung đó các anh chị nhá. Bây giờ mình xác định làm video luôn các anh chị, thì mình phải luyện làm thế nào để mình có một cái giọng nói nó chất lượng các anh chị, có một cái giọng nói nó phải tròn vành, phải rõ chữ đúng không các anh chị ha. Nên là ngày nào anh cũng nghêu nga các anh chị, ngày nào anh cũng hát luôn các anh chị. Anh nghe nào, có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, cứ hát như vậy thôi các anh chị đúng không. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì, không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo từng tư đến dài như thế. Luyện đấy các anh chị, nó là cái quá trình mình luyện các anh chị, bởi vì mình xác định rằng là cái bước đầu tiên mình làm video ấy, đó là mình cần phải cải thiện cái giọng nói của mình các anh chị, làm thế nào để nó có nội lực các anh chị, làm thế nào để mà khi mình xuất hiện trên một video người ta sẽ ấn tượng bởi cái gương mặt mình, bởi cái sự rạng rỡ của mình, và bởi cái kỹ thuật giọng nói của mình nó được tôi luyện mỗi một ngày nhà các anh chị nha. Ok các anh chị, rồi và các anh chị có muốn cái phương pháp thứ hai không ạ, các anh chị có muốn cái phương pháp thứ hai mà anh luyện tập thường ngày không các anh chị, đây ạ, nhà các anh chị nha, đây là cái phương pháp thứ hai mà anh thường xuyên luyện tập đúng các anh chị, luyện hàng ngày luôn nha mọi người nha. Nếu như các anh chị mong muốn rằng là mình vừa giỏi kỹ thuật, vừa giỏi về cái câu chuyện là cải thiện cái giọng nói của mình nha các anh chị. Đây. Luyện tập với các anh chị đây. Ngày nào các anh chị cũng vào đây cho anh. Các anh chị nghe thử cô Ruby Nguyễn này, các anh chị nghe nhé.
Đây 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 đây. Cho các anh chị xem cố nhé. Bạn biết rất nhiều thứ, bạn có thì thực sự nổi trội khiến cho người khác nhớ tới bạn về tài năng của bạn. Và bạn thắc mắc tại sao mình không thể thành công như mình mong muốn. Bạn thân mến, khi bạn biết tập trung vào một thứ và trở nên thực sự xuất sắc, thậm chí trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đó, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều cơ hội thành công mà bạn không bao giờ nghĩ là tồn tại. Nếu như bạn nhìn vào những con người thành công mà bạn đang ngưỡng mộ xung quanh bạn lúc này, họ đều là những người xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định, họ đạt tới trình độ bậc thầy của lĩnh vực đó. Ví dụ như với Oprah Winfrey thì đó là truyền thông, với Warren Buffett thì đó là đầu tư, với Bill Gates thì đó là phần mềm máy tính, hay với Michael Jordan thì đó là bóng rổ. Và thậm chí với Michael Jordan thì ông là một huyền thoại bóng rổ của mọi thời đại. Ông ta được nhớ đến với mức hợp đồng kỷ lục là 33 triệu đô cho một mùa thi đấu. Và thậm chí 14 năm sau khi ông ta giải nghệ thì những người hâm mộ vẫn đi những đôi giày thể thao có chữ ký của ông. Các anh chị thân mến, khi các anh chị lắng nghe phần chia sẻ của cô Ruby Nguyễn thì theo các anh chị, cô ấy có dùng quá nhiều những kỹ thuật vào trong bài đọc của mình không? Các anh chị thân mến á, các anh chị nè. Các anh chị thân mến, khi các anh chị nghe bài đọc của cô Ruby Nguyễn thì các anh chị có thấy rằng cô ấy có đang sử dụng thật nhiều những kỹ thuật vào trong bài chia sẻ của mình không? Không đúng không ạ? Nhưng mà cô ấy có một giọng đọc làm sao? Rất truyền cảm hứng. Có đúng không các anh chị? Và gì ạ? Âm nhạc, đúng không ạ? Âm thanh và cái biểu cảm gương mặt của mình, nó chính là điểm chạm cảm xúc cho bất kỳ một bài chia sẻ nào đó. Đúng không ạ? Vậy thì nó giải cho các anh chị một bài toán rằng nếu như tôi không phải là một người giỏi về mặt kỹ thuật thì liệu rằng tôi có thể tự tin để làm những cái video của mình hay không? Thì ngày hôm nay các anh chị đã tự tin để có thể nghe, các anh chị đã có thể tự tin để có thể làm được những video của mình không ạ? Được không các anh chị? Và bây giờ anh sẽ thử luyện cho các anh chị xem nhé. Ngày nào anh cũng nghe giọng nói của cô Ruby Nguyễn, ngày nào mình cũng xem cái khẩu hình, khẩu ngữ, cách ngắt nghỉ của cô ấy như thế nào và mình luyện tập mỗi một ngày. Bởi vì mình xác định video livestream đó là con đường và mình mong muốn rằng bản thân mình sẽ là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất về những dòng sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất đến với khách hàng của mình. Và mình sẽ sẵn sàng làm ngay kể cả khi tôi không phải là một người giỏi nhất về mặt kỹ thuật. Được không các anh chị? Rồi, vậy thì các anh chị nhận ra một điều gì ạ? Đó là gì? Hãy luyện đọc, đúng không các anh chị? Luyện đọc, nâng cấp kỹ năng giọng nói của mình mỗi một ngày để mình có thể trở thành một người truyền cảm hứng với dòng sản phẩm đó đến với khách hàng của mình, ngay kể cả khi tôi không phải là một người giỏi nhất về mặt kỹ thuật. Được không các anh chị? Vậy thì ngày hôm nay có truyền động lực cho các anh chị. Các anh chị sẵn sàng làm điều này không ạ? Được không các anh chị? Các anh chị có sẵn sàng để các anh chị có thể làm được thật nhiều cái video này không các anh chị? Đây đây các anh chị nha. Đây, bài đọc như các anh chị anh luyện đây ạ. Đây. Ngày nào thì anh cũng sẽ luyện ít nhất là một, đúng không? Một bài các anh chị đây. Bài luyện này. Luyện đọc nhá. Chìa khóa đầu tiên để trở thành người nói và truyền cảm hứng xuất sắc. Chúng ta không thể nói, chúng ta không chỉ để nói mà nói. Đúng không ạ? Ta nói cho một ai đó nghe. Vậy bạn có thật sự hiểu rõ người nghe đang muốn điều gì? Ngay cả khi bạn nắm rõ chủ đề của bạn như lòng bàn tay, bạn vẫn cần phải biết người nghe, người đang nghe bạn muốn gì, cần gì để từ đó điều chỉnh nội dung của bạn để có thể đồng điệu với người nghe. Khi họ càng đồng điệu với bạn, họ càng dễ truyền được truyền cảm hứng bởi bạn. Hãy luôn nhớ rằng khán giả của bạn, những người nghe của bạn, họ ở đó vì một lý do. Hãy đảm bảo bạn hiểu rất rõ lý do của họ và sử dụng lời nói, ngôn từ có thể chạm được tới họ. Ruby hay nói với các học trò của mình rằng muốn truyền cảm hứng được thì trước hết phải chạm được tới họ. Chạm rồi mới truyền. Để chạm được tới họ, bạn nhất định phải hiểu họ một cách sâu sắc. Đây là chìa khóa đầu tiên để trở thành người nói truyền cảm hứng xuất sắc. Các anh chị thấy không ạ? Các anh chị thấy thế nào ạ? Thực tế thì ngay lúc ban đầu mình cũng không thể nào nói được như vậy các anh chị. Đúng không ạ? Nhưng quá trình mình rèn luyện khiến mình đủ tự tin khi mình tiếp nhận bất kỳ một cái nội dung văn bản nào, mình cũng đều có thể phân tích được đâu là từ mình cần nói chậm rãi, đâu là từ mình cần nói gì ạ? Hùng hồn, đâu là từ mà mình sẽ cần phải sử dụng đến ngôn ngữ hình thể của mình các anh chị.
Và bây giờ thì các anh chị có sẵn sàng lên một chuyến bay mà anh sẽ trở thành tiếp viên hàng không trong chuyến bay đó không? Và nếu các anh chị sẵn sàng, hãy comment từ sẵn sàng xuống phía dưới để anh có thể đồng hành cùng với các anh chị đúng không ạ? Luyện tập một bài trở thành tiếp viên hàng không nha các anh chị. Và để các anh chị thấy rằng là gì ạ? Rõ ràng cùng một nội dung này anh không hề đưa bất kỳ hình ảnh bổ trợ nào nhưng vẫn có thể có được điểm chạm cảm xúc tới tất cả các anh chị. Ok không ạ? Rồi, và cái bài nội dung ngày hôm nay mong muốn là gì ạ? Giúp các anh chị hình dung được đó là cách mà các anh chị luyện được 5 cấp độ giọng nói của mình. Và phần phía sau đó là tìm kiếm và biết xác định được những từ nào là những từ mình sẽ cần phải nói chậm, nói tròn vành rõ chữ, hay là mình cần nói hùng hồn, hay là mình cần phải nói ngân dài các anh chị. Được không ạ? Và chào mừng tất cả các anh chị sẽ đến với chuyến bay ngày hôm nay. Và tôi là Đỗ Ánh, tiếp viên hàng không cùng với tất cả các anh chị trên chuyến bay ngày hôm nay. Và rất cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với chuyến bay Like It của chúng ta ngày hôm nay về quê đón Tết thì các anh chị. Được không ạ? Rồi, ok các anh chị. Xin kính chào quý khách. Thay mặt cơ trưởng Coffer và phi hành đoàn, xin chào đón quý khách trên chuyến bay EK392 của hãng hàng không Like It. Chuyến bay sẽ được khởi hành từ Dubai tới thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay dự kiến là 7 giờ và 5 phút. Quý khách lưu ý, kẹt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, kẹp bàn ăn phía trước và tắt các thiết bị điện tử trong thời gian máy bay cất cánh. Xin lưu ý, thuốc lá, kể cả là thuốc lá điện tử, bị cấm trong suốt chuyến bay. Thay mặt cơ trưởng Coffer và phi hành đoàn Like It, xin kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Chân thành cảm ơn. Ok, các anh chị, đó là bài đọc đầu tiên với vai trò là tiếp viên hàng không của chuyến bay Like It của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là các anh chị có mong muốn được nghe một cái phần thay đổi giọng đọc tiếp theo cùng với chuyến bay Like It của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Và nếu các anh chị sẵn sàng thì hãy comment chữ sẵn sàng phía dưới khung chat để chúng ta tiếp tục chuyến bay Like It của chúng ta ngày hôm nay với một cấp độ giọng nói khác và ánh là tiếp viên hàng không cùng với các anh chị trong chuyến bay này được các anh chị nha. Được, ok các anh chị, rồi chuyển đổi giọng nói là các anh chị này, chuyển đổi giọng nhé. Xin kính chào quý khách, thay mặt quý xin kính chào quý khách, thay mặt cơ trưởng Coffer và phi hành đoàn, xin chào đón chuyến bay, xin chào đón quý khách trên chuyến bay của Like It. Chuyến bay sẽ được khởi hành từ Dubai đến thành phố Hồ Chí Minh và thời gian bay dự kiến sẽ là 7 giờ và 5 phút. Quý khách lưu ý, kẹt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, cặp bàn ăn phía trước và tắt các thiết bị điện tử trong thời gian máy bay cất cánh. Xin lưu ý, thuốc lá, kể cả là thuốc lá điện tử, bị cấm trong suốt chuyến bay. Thay mặt cơ trưởng Coffer và phi hành đoàn, xin kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Chân thành cảm ơn. Các anh chị thấy không ạ? Là anh đã sử dụng cái giọng đó là gì ạ? À, giọng nói hùng hồn các anh chị và giọng nói gì ạ? À, rõ ràng rành mạch rõ chữ nha các anh chị nha. Rồi, và bây giờ thì anh sẽ tiếp tục với chuyến bay của Like It nhưng sử dụng một giọng đọc trầm ấm nha các anh chị. Thì không biết là các anh chị có sẵn sàng để mình lắng nghe thêm một giọng đọc cùng chuyến bay ngày hôm nay của Like It mang những sản phẩm của Like It về với gia đình của mình không ạ? Các anh chị chúng ta có sẵn sàng không các anh chị? Để mà các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta luyện đọc được nhiều cấp độ giọng nói thì cùng một nội dung văn bản như vậy, các anh chị hoàn toàn có thể truyền tải nó một cách làm sao rất truyền cảm hứng, mang thương hiệu, mang giọng đọc của các anh chị nhá. Và bây giờ các anh chị tiếp theo, ví dụ ạ, anh nâng cấp, anh giọng đọc trầm ấm này. Xin kính chào quý khách, thay mặt cơ trưởng Coffer và phi hành đoàn, xin chào đón quý khách trên chuyến bay của Like It. Chuyến bay của chúng ta sẽ khởi hành từ Dubai đến thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay dự kiến sẽ là 7 giờ và 5 phút. Quý khách lưu ý, kẹt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, kẹp bàn ăn phía trước và tắt các thiết bị điện tử trong thời gian máy bay cất cánh. Xin lưu ý, thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, bị cấm trong suốt chuyến bay. Thay mặt cơ trưởng Coffer và phi hành đoàn Like It, xin kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Chân thành cảm ơn. Các anh chị thấy thế nào ạ? Các anh chị thấy thế nào? Chỉ cần đọc như vậy thôi thì đã có điểm chạm với các anh chị chưa ạ? À, các anh chị mình cùng comment với nhau được không các anh chị? Các anh chị thấy sao ạ? Vậy thì các anh chị thấy rằng là gì ạ? Các anh chị thấy rằng là không cần các anh chị phải sử dụng đến kỹ thuật đúng không? Đúng không ạ? Chỉ cần các anh chị có một giọng nói, các anh chị biết biến đổi giọng nói của mình các anh chị, thì các anh chị đã có thể làm được những cái video đơn giản các anh chị. Đúng không ạ? Và ngày mai chúng ta sẽ cùng với nhau nha các anh chị, đã học về những cái kỹ thuật về cắp cắt thì các anh chị. Ok các anh chị ạ. Rồi các anh chị có muốn học tiếp không ạ? Các anh chị có muốn học tiếp cùng với Ánh ngày hôm nay không các anh chị? Nên là cái câu chuyện là các anh chị gì ạ? Cần phải cho mình một cái kỹ thuật giọng đọc được các anh chị nhé. Rồi. Và đây ạ.
hãy luyện tập các anh chị, hãy nghiêm túc luyện tập từ ao ra biển lớn các anh chị. Thứ nhất là hãy quay một cái video của mình trước điện thoại, trước một cái máy quay, hoặc các anh chị đứng trước gương ở trong nhà tắm đấy ạ, đúng không các anh chị? Và các anh chị hãy soạn ra một cái nội dung nào đó mà các anh chị cảm nhận thấy yêu thích nhất. Và các anh chị hãy nhìn mình, các anh chị có thể sửa đổi cái gì ạ? Cái ngôn ngữ hình thể của mình, đúng không ạ? Cái giọng nói của mình, cái cơ mặt của mình, các anh chị nhá. Hoặc là các anh chị có thể nhờ chồng mình, hoặc nhờ bố mẹ mình, đúng không ạ? Nghe thử rằng là, à con nói cái nội dung này, bố mẹ cảm nhận thấy như thế nào? Hoặc các anh chị có thể luyện tập với một nhóm nhỏ và chúng ta cùng nhau chỉnh sửa cho nhau được không các anh chị? Và sau đó các anh chị hãy tiếp cận với sân khấu từ nhỏ đến lớn đấy các anh chị. Giống như chương trình 5 giờ sáng, xin làm MC mục tiêu, MC kết nối, MC thể lực các anh chị. Nha các anh chị nha, và các anh chị luyện tập, các anh chị hãy nghiêm túc về cái điều này. Nha các anh chị nha. Rồi ok. Đây này. Ví dụ như anh luyện tập này. Anh sẽ đứng trước gương và anh sẽ tìm, đúng không ạ? À, em xin ok các anh chị này, anh đứng trước gương anh đọc một cái nội dung này này, mình tìm một cái nội dung là mình có nhiều cảm xúc nhất, anh đọc là anh xem là cái cơ mặt của mình á, được không ạ? Cái cơ mặt của mình, em nói ví dụ bây giờ em chào chị Dung đúng không, em chào chị Dung, chị Dung có cảm thấy hào hứng không ạ? Em chào chị Dung ạ, được không ạ? Và anh để cái nụ cười của mình 5 giây ở trên môi. Em chào chị Hạnh ạ, chị Hạnh ơi, chị Hạnh ăn cơm chưa, chị Hạnh có cảm nhận thấy nó dễ nghe không ạ? Em chào chị Hạnh, chị ăn cơm chưa? Thế thì có khác không ạ? Đúng không các anh chị? Chính vì vậy mà cái việc mình luyện tập như vậy ấy, thì nó sẽ giúp mình thay đổi được rất nhiều giá trị bên trong con người mình nha các anh chị. Nha các anh chị nha. Và một nguyên tắc này đó là luyện tập cười và giữ nụ cười ở trên dây mình ít nhất 5 giây. Đúng không ạ? Và nếu như anh vào cái Zoom ngày hôm nay mà từ đầu đến cuối anh không hề cười với các anh chị có cảm thấy thoải mái không? Đúng không các anh chị? Chính vì vậy khi mình xuất hiện trên một video á, thì chưa biết là kỹ thuật có giỏi hay không, mình cứ cười thật là tươi đúng không ạ, gương mặt rạng rỡ là mình đã ăn điểm các anh chị, đúng không ạ? Gương mặt rạng rỡ là mình, cái năng lực này nó là quá trình rèn luyện các anh chị, nó cũng không phải là cái câu chuyện ngày một ngày hai mình có được cái điều này đâu các anh chị nha, đó là cái quá trình mình cứ rèn luyện mỗi một ngày một chút một chút một chút các anh chị. Ngày nào anh cũng đọc cái nội dung này, đúng không các anh chị? Nội dung này, chỉ khi ngoài 30 ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi vì một ngày không còn xa. Sáng thức dậy không còn bố mẹ, không còn bánh mì treo sẵn ở đầu xe, sập app không có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Không còn hai người già nằm đó như từng mấy chục năm qua, còn ai quan tâm đến ta nữa không? Anh, chị, em, bạn bè. Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, là siêu thực khi bố mẹ không còn. Đúng không ạ? Thì cái quá trình đó mình cứ luyện đi luyện lại, luyện luyện tái luyện hồi luôn các anh chị, thì tự dưng nó sẽ trở thành một cái thói quen cho chúng ta này các anh chị. Chính vì vậy là các anh chị cần phải nghiêm túc để các anh chị có thể luyện được bằng cách như sau các anh chị, đó là trước máy quay với bất kỳ một ai, với một nhóm nhỏ của các anh chị, đúng không ạ? Rồi và bây giờ các anh chị để quay một video về sản phẩm các anh chị cần phải có cái gì đây ạ? Các anh chị hãy chuẩn bị đầy đủ, các anh chị hãy chuẩn bị những cái công cụ dụng cụ này cho ngày mai nha các anh chị. Đầu tiên ấy là các anh chị tải cái ứng dụng chụp quay Vutacam đây ạ. Đây ạ. Các anh chị này. Vutacam camera đây ạ. Cái thứ hai ạ là các anh chị tải ứng dụng TikTok ạ. Được không các anh chị? Thứ ba là gì ạ? Nếu như điện thoại của các anh chị mà bắt âm thanh không có tốt ấy, thì các anh chị nên đầu tư cái micro thu âm không dây. Đây này các anh chị này. Được không ạ? Còn nếu như các anh chị có một giọng đọc nói to rồi, điện thoại bắt âm rất tốt rồi, thì cũng chưa nhất thiết phải đầu tư âm không dây này. Nha các anh chị nha. Và các anh chị cần phải có ứng dụng CapCut để các anh chị chỉnh sửa một cái video này các anh chị. Rồi, và các anh chị nên có một cái gì ạ? Một cái cây quay video như thế này. Đây hình ảnh cuối cùng đây ạ. Nha các anh chị, cây quay video nha các anh chị nha. Và khi mà các anh chị xác định quay video á, thì hãy xác định là chuẩn bị một chiếc điện thoại đầy pin, một không gian yên tĩnh, một cái phông nền sau và xung quanh đẹp sạch, và một cái tinh thần năng lượng này các anh chị. Nếu là các anh chị vừa cãi nhau với chồng, vừa quát con xong thì lên video các anh chị cực kỳ là tiêu cực luôn các anh chị. Chính vì vậy mà xác định một cái tinh thần tuyệt vời để các anh chị có thể vào được một cái chương, vào được một cái live stream này, à một cái video này các anh chị nha. Đây là các anh chị chụp lại nhá. Các anh chị chụp lại ứng, các anh chị cần phải có những cái công cụ dụng cụ này ạ. Được không ạ? Rồi và tỷ lệ khung này. Chúng ta ghi trước để ngày mai vào kỹ thuật luôn các anh chị nha. Tỷ lệ khung ạ. Thì đây là cái frame mà dropy, à đúng không ạ? Ví dụ như là
Tết đúng không ạ? Mang Tết về nhà cùng ai đó là các anh chị thì ngày mai chúng ta được học về mặt kỹ thuật. Thì chúng ta lưu ý ạ, nếu các anh chị để chế độ 9 và 16 ạ, thì các anh chị sẽ đăng được trên Facebook Reel, TikTok, Zalo Video hoặc YouTube Short thì các anh chị nha. Còn nếu các anh chị để chế độ 1, 1 và 3, 4 ấy, thì các anh chị có thể đăng trên tường của Facebook nha các anh chị. Chúng ta ghi cái này trước để ngày mai các anh chị nhá. Để ngày mai ạ, chúng ta sẽ học về mặt kỹ thuật nhá. Hôm nay là học về tư duy làm video đấy các anh chị. Rồi, tiếp theo ạ. Đây ạ, quay cái video thô ấy, thì các anh chị lưu ý là quay video ở cái điều kiện ánh sáng tốt nhất. Nhà các anh chị ánh sáng càng tốt ạ. Tỷ lệ video có thể là tỷ lệ 1:1 hoặc là tỷ lệ 1:3 đấy các anh chị. Tỷ lệ 1:1 hoặc tỷ lệ 1:3. Các anh chị cứ ghi nhá, mai chúng ta sẽ đi vào thực tế ạ. Thế còn lại nền và âm thanh ạ, thì nền thì nên là nền một màu là tốt nhất và nên ít tạp âm nhất có thể. Vậy thì muốn ít tạp âm ấy thì các anh chị cần phải sử dụng cái micro âm thu âm không dây đấy ạ. Nhá các anh chị nhá. Và với những anh chị em nào mà giọng đọc của mình còn đang yếu ấy, thì nên sử dụng cái micro âm không dây đấy để nó bắt âm tốt và nó lọc được tạp âm. Còn những anh chị em nào mà giọng đọc đã to, máy điện thoại của mình tương đối tốt rồi thì mà mình chưa có tài chính thì có thể chưa đầu tư vội. Đây ạ. Và xác định cái content của nhà Like It rồi thì đây nguyên tắc. Hãy đọc nghiêm túc ít nhất 5 lần để hiểu được cái nội dung của content đó. Cái chị nguyên tắc nhá. Sau đó này, các anh chị đọc thêm 5 lần nữa để làm gì? Một là để tạo cảm xúc, hai là để nhuần nhuyễn với cái video, và ba là chị Dung phải xác định được ồ trong cái nội dung văn bản này thì mình sẽ sử dụng cái giọng đọc nào là giọng đọc chính, giọng trầm ấm hay là giọng hào sảng hay là nói tròn vành rõ chữ hay là ngân dài. Sau đó này, các anh chị cần phải gạch chân hoặc là bôi đậm những cái từ mà các anh chị sẽ xác định, các anh chị nhấn nhá hoặc là sử dụng đến cái ngôn ngữ hình thể. Càng chi tiết bao nhiêu thì đến lúc quay càng dễ bấy nhiêu các anh chị nhá. Còn nếu mình không nghiêm túc ấy thì mình sẽ chả xác định được cái giọng mà mình sẽ sử dụng là giọng gì, được không ạ? Cái từ nào mình cần nhấn nhá và chính cái sự không chuẩn bị thì nó sẽ là sự chuẩn bị cho sự thất bại nha các anh chị. Và viết in hoa những từ mà chị Dung sẽ xác định là nhấn mạnh. Ví dụ như là đúng ạ, tim ghiền thì cái từ ghiền đấy chị phải viết in hoa lên. À thì khi mà mình đưa nó vào ứng dụng quay á thì mình biết cái từ in hoa này là từ mình cần phải nói to, nói chậm, nói rõ, đúng không ạ? Và mình hiểu rằng à cái từ này mình cần phải sử dụng đến ngôn ngữ hình thể của mình. Ví dụ là từ say này, đúng không ạ? Từ là ví dụ như là mọc mụn này, đúng không ạ? Hoặc là cái từ mà ví dụ như là về tim mạch thì mình à cái từ đấy mình phải sử dụng ngôn ngữ hình thể của mình, đúng không? Và gạch chân những từ mà chị Dung sẽ xác định là sử dụng đến ngôn ngữ hình thể, đúng không ạ? À những cái từ nào gần gũi thì mình xác định nhé, và ghi ra những cái nội dung hình ảnh nào mà chị Dung cần phải sử dụng để hỗ trợ hình ảnh cho cái nội dung văn bản đấy các anh chị nhé. Càng chuẩn bị chi tiết bao nhiêu thì làm video càng dễ bấy nhiêu. Tiếp này, mình phải xác định là cái nội dung này thì mình sẽ sử dụng những cái video, những cái âm nhạc nào, những cái video bổ trợ nào, được không ạ? Để mà tạo được cái cảm xúc cho video của mình, các anh chị ghi rõ nhá. Rồi, tiếp theo này. Đây ạ. Cái gì này? Thứ nhất nhá, tạo caption cho video lôi cuốn này thì 4 giây đầu tiên ấy thì các anh chị cần phải đọc to, rõ ràng, có điểm nhấn và thu hút. Đúng không ạ? Bởi vì 4 giây đầu tiên là 4 giây thu hút. À, nha các anh chị nhá. Đúng không ạ? Và video ngắn thì có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn những video dài. Hãy nhớ rằng mọi người sẽ xem video của bạn trong 30 giây đầu tiên. Nên nếu như các anh chị nói không to, không rõ, không tròn vành, không có điểm nhấn thì sẽ không bao giờ thu hút họ. Đúng không ạ? Và lý tưởng dài nhất là khoảng 1 phút 30 đổ về. 1 phút đổ về nhé. Đây ạ. Khoảng cách ngồi đẹp nhất của một cái video đó là khoảng cách 1:3. Và cách ít nhất là gì ạ? Cách 0,5 cho đến 70 cm với cái máy quay của mình đấy ạ. Đúng không các anh chị? Máy quay của mình các anh chị nhá. Rồi các anh chị chụp mình đo lường đấy ạ. Ngày mai anh sẽ nói về cái mặt kỹ thuật này nhiều hơn nha. Bây giờ các anh chị ánh sang cái phần này đây các anh chị này. Đây ạ. Phân tích này. Bây giờ đi phân tích nhá. Cái này nó mới quan trọng này. Đầu tiên, đúng không ạ? Thì mình phải đọc được cái nội dung này 5 lần đã. À, team trải nghiệm cà phê này.
đúng không ạ, mà sợ các tác dụng phụ như say, nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha, thì đọc 5 lần, đọc cho nó nhuần nhuyễn ạ, đọc 5 lần để nắm được cái nội dung, hiểu được cái thông thông điệp nội dung. 5 lần tiếp theo là phải đọc một cách nghiêm túc, đúng không ạ, để tạo cái cảm xúc và cái sự nhuần nhuyễn. Bắt đầu này, tim nghiện đúng không ạ, à cái từ nghiện này các anh chị cần biết không ạ, đúng không ạ, vì 4 giây đầu tiên là 4 cái giây mà tạo ấn tượng mà. Tim nghiện cà phê đúng không ạ, chị Dung đọc là tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng như là say, nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha. Thì nó bao nhiêu, nó 4 giây đúng không, nó thuộc trong cái khoảng 4 giây đúng không các anh chị. Đó này các anh chị phải nói to, nói rõ nha các anh chị, và nói có điểm nhấn, và phải gạch chân những từ mà mình cần phải biểu đạt. Ví dụ như này, tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng như là say, nổi mụn nha, thì mình đưa vào cái biểu cảm này đúng không ạ. Đây các anh chị này, tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như là say, rồi là nổi mụn, rồi là mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha. Thì các anh chị thấy làm sao ạ, là mình phải có cái sự đầu tư đúng không ạ, mình phải hiểu được cái nội dung đấy để mà mình tạo cái cảm xúc cho một cái đoạn video đoạn đầu nha các anh chị, đúng không anh chị, các anh chị nhớ không ạ. Biết các anh chị đọc là tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như là say, nổi mụn, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha. Thì các anh chị thấy nó có thu hút không ạ, đúng không các anh chị, các anh chị có thể yeah vào cái yeah, tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như là say, rồi là nổi mụn hay là mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha, đúng không ạ, món này nha. Thì tí xíu nữa cái phần hình ảnh của các anh chị đâu nó sẽ nhảy vào là món này nha, đúng không ạ, là nó sẽ cho hình ảnh là các anh chị là gì, như cà phê linh di đúng không, các anh chị cho cái hình ảnh cà phê linh di đúng không ạ, nó nhảy lên các anh chị, nó nhảy gọi là nhảy gọi là hình ảnh đấy các anh chị, nó bổ trợ đấy đúng không ạ. Vậy thì mình phải đọc được cái nội dung ít nhất 5 lần để gạch chân được và xây dựng được cái ý tưởng nội dung của mình, được không các anh chị. Yeah, tìm nghiện cà phê mà sợ những tác dụng phụ như là say, rồi nổi mụn hay là mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nha. Thì mọi người thấy nó có hấp dẫn hơn không ạ, các anh chị thấy có hấp dẫn hơn không các anh chị, đúng không các anh chị. Thì người ta vào đúng không, người ta đã cảm thấy rất hào hứng với mình ngay từ cái video đầu tiên đúng không các anh chị, và mình cho hiệu ứng và yeah đúng không ạ, hiệu ứng video này các anh chị, hiệu ứng video re ngay từ đoạn đầu đó các anh chị đúng không ạ, yeah đúng không ạ. Thì nghiện cà phê mà sợ những tác dụng phụ như là say này, rồi là mủ nổi mụn này đúng không ạ, nổi mụn này hay là mất ngủ đúng không các anh chị, thì đừng bỏ qua món này nha. Thì các anh chị thấy nó có hấp dẫn hơn không, chưa cần hình ảnh bổ trợ nhá, chỉ cần cái giọng của mình nó hào sảng đúng không ạ, có đoạn nói chậm, có đoạn nói hào sảng, có đoạn nói ngân dài đúng không, là mình đã có thể thắng được video rồi, ok không các anh chị. Tiếp này đúng không ạ, em này thì các anh chị cầm sản phẩm ở trong tay nhá, cầm tay các anh chị đây này, em này bây giờ này nó cần là cà phê Linh Di Coffee nhá, nếu đọc nhanh này là người ta không nhớ ra tên thương hiệu đâu ạ và tên sản phẩm đâu ạ, thì mình cần phải đọc chậm mà ngân dài nhá, em này là cà phê hòa tan Linh Di Coffee, ok không các anh chị nhá, các anh chị nhá, em này là cà phê hòa tan Linh Di Coffee là sự kết hợp giữa cà phê thượng hạng và gì, là sự kết hợp giữa hạt cà phê thượng hạng và bào tử nấm linh chi phá vách các anh chị nhá. Thì các anh chị là gì ạ, các anh chị thấy cái đoạn này là các anh chị là thấy đoạn này không ạ, đúng không ạ, cái gì nè, em này là cà phê Linh Di Coffee và sự kết hợp giữa hạt cà phê thượng hạng và bào tử nấm linh chi phá vách. Thì các anh chị thấy cái chỗ này mình dừng lại là mình làm sao ạ, mình sử dụng giọng đọc gì ạ, mình đọc chậm đúng không ạ, đọc rõ nhưng mà đọc chậm đúng không. Nếu như các anh chị làm video nhá mà các anh chị không xác định được cái từ nào là từ mình cần nhấn mạnh, nội dung nào là nội dung cần phải gì ạ, nói ngân dài đúng không ạ, rồi là nói hấp dẫn đúng không các anh chị, các anh chị làm sao sẽ rất khó để có thể thu hút được người ta đúng không các anh chị. Em này là cà phê Linh Di đúng không? Cà phê hòa tan Linh Di Coffee là sự kết hợp giữa hạt cà phê thượng hạng và bào tử nấm linh chi phá vách, và với công thức được suy tính kỹ lưỡng bổ sung vitamin E, A và hạ mức caffeine. Thì các anh chị thấy từ này này, cái từ hạ mức á, hạ mức thì các anh chị phải xác định cái từ hạ mức này là từ cần phải sử dụng đến ngôn ngữ hình thể đúng không ạ, có nhiều anh từ nữa, anh chị nói gì ạ, và hạ mức caffeine thì các anh chị có cảm thấy hấp dẫn không ạ, và gì ạ, hạ mức đúng các anh chị đúng không ạ, các anh chị cầm cái này nhá, nhưng mà các anh chị sử dụng ngôn ngữ hình thể này và hạ mức caffeine giữ đúng không ạ, bắt đầu giữ này
thì chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ hình thể để biểu đạt cho cái nội dung đấy nó trở nên hấp dẫn hơn, có sức hút hơn, có đúng không các anh chị? Thì các anh chị thấy sao ạ? Ví dụ nhá, anh nói lại này, anh nói lại nhé, em này là cà phê hòa tan Linh Di Coffee, là sự kết hợp giữa hạt cà phê Thượng Hạng và bào tử nấm linh chi phá vách, và công thức thì được suy tính kỹ lưỡng, bổ sung thêm vitamin A, E và hạ mức caffeine vừa đủ để giữ tỉnh táo mà không gây mệt, đau đầu hay là tim đập nhanh khi uống nha. Thì mọi người thấy sao ạ? Các anh chị thấy sao ạ? Các anh chị đâu hết là các anh chị. Thì có nghĩa là anh đã phân tích rất kỹ là đoạn nào là cái đoạn mình sẽ cần phải nói chậm, đoạn nào là cái đoạn mình sẽ sử dụng cái ngôn ngữ hình thể của mình để biểu đạt cho sản phẩm của mình. Đúng không? Các anh chị cầm này đúng không? Các anh chị phải cầm sản phẩm ở trong tay đúng không ạ? Đúng không các anh chị, mà các anh chị nói rằng là các anh chị đọc này, các anh chị có hấp dẫn không ạ? Em này là cà phê hòa tan Linh Di Coffee, là sự kết hợp giữa các hạt cà phê Thượng Hạng và bào tử nấm linh chi phá vách, công thức được suy tính kỹ lưỡng, bổ sung vitamin A, E và hạ mức caffeine vừa đủ. Không hấp dẫn các anh chị. Đúng không ạ? Và quan trọng nó hạ mức caffeine vừa đủ để giữ được sự tỉnh táo, không gây mệt, đau đầu hay là tim đập nhanh khi uống nha. Thì cái từ là gì ạ? Không đau đầu đúng không ạ? Không đau đầu đúng không ạ? Không đau đầu này đúng không ạ? Không gây mệt đúng không? Không gây mệt hay là gì ạ? Ảnh hưởng đến tim đập nhanh đúng không anh chị? Thì các anh chị phải sử dụng đến cái ngôn ngữ hình thể để nó biểu đạt. Vậy thì kể cả khi các anh chị không giỏi về cái mặt kỹ thuật đi chăng nữa, thì các anh chị vẫn có thể làm được những cái video khi mà các anh chị cầm sản phẩm ở trong tay, sử dụng ngôn ngữ hình thể biểu đạt cho cái sản phẩm của mình. Thì các anh chị thấy có ok không các anh chị? Ok không ạ? Tiếp theo nhé. Tiếp theo này. Đây. Đến là gì ạ? Một hộp như thế này thì các anh chị phải cầm ở trong tay. Đúng không ạ? Đây ạ. Một hộp như thế này thì có tới 20 gói ở bên trong, thuận tiện để pha chế tại chỗ và mang đi khi đi du lịch và công tác. Vậy thì này, cái từ cái du lịch và công tác này thì các anh chị phải có hình ảnh. Các anh chị nhá. Cái chỗ là gì ạ? 20 gói này, các anh chị cầm sản phẩm ở trong tay rồi. Đúng không ạ? Thuận tiện để pha chế này. Nhá các anh chị, hoặc là mang đi này, khi đi du lịch và công tác thì các anh chị phải tìm hình ảnh du lịch và công tác. Đúng không ạ? Nó có đoạn chỗ là gì ạ? Đây nha các anh chị nha, đoạn chỗ gì ạ? Đây này, một hộp như thế này thì có tới 20 gói ở bên trong, thuận tiện pha chế tại chỗ và các bạn có thể mang đi du lịch và đi công tác nhá. Đó, thì cái từ du lịch và công tác các anh chị, thì các anh chị phải tìm hình ảnh bổ trợ là du lịch và công tác để khi mình nói là và cực kỳ thuận tiện khi bạn đi du lịch và công tác, thì hình ảnh du lịch và công tác nó sẽ đi theo tay của các anh chị đi ra. Đó, nên các anh chị thấy rằng là khi mà các anh chị làm video ấy, là các anh chị phải phân tích rất là kỹ cái nội dung video này của mình, hình ảnh sử dụng hình ảnh nào, đúng không ạ? Đoạn nào là mình cần đoạn nói chậm, đoạn nào cần phải bổ trợ hình ảnh của mình, đoạn nào mà mình cần nói nhấn nhá nha các anh chị, thì chính cái sự chi tiết tỉ mỉ cẩn thận của các anh chị, đúng không ạ? Thì sẽ giúp cho video của các anh chị không cần, đôi khi là chưa cần hình ảnh bổ trợ, các anh chị cũng đã trở thành một cái người truyền tải rất là tốt cái thông điệp sản phẩm rồi. Các anh chị có muốn nghe tiếp không ạ? Ủa sao đây các anh chị? Rồi bây giờ nhá, cái đoạn này này, phân tích này, các anh chị phân tích tiếp này. Đây ạ. Đây nhá. Ví dụ khi pha cà phê này thì phải nói là mùi thơm nồng, đậm vị. Rồi, các anh chị đoạn này nhá. Mùi thơm nồng thì phải nói chậm lại vì mình đã đang nói đến cái gì ạ? Cái USP của sản phẩm đúng không? Thì phải gạch chân từ mùi thơm nồng rồi là đậm vị. Nhá các anh chị. Đậm vị này, nhưng lại không đắng ngắt. Các anh chị nhá, nhưng lại không đắng ngắt. Thì cái từ không đắng ngắt này các anh chị phải nói chậm, đúng không ạ? Còn cái từ là mùi thơm nồng, đậm vị thì biểu đạt này. Biểu đạt này. Một mùi thơm nồng, đậm vị nhưng mà không đắng ngắt. Các anh chị thấy ok không ạ? Đúng không các anh chị này? Khi mà các anh chị nhá xác định là pha chẵn này, cố gắng pha khi mà cái ly cà phê của mình còn đang nó còn đang bốc khói đấy các anh chị. Đúng không ạ? Để chúng ta biểu đạt và để cạnh nhá. Và khi pha cà phê này các bạn sẽ cảm thấy một vị. Một vị là gì ạ? Mùi thơm nồng và diện cực kỳ đậm vị nhưng mà lại không đắng ngắt nha. Thì cái từ là không đắng ngắt đấy mình phải nói chậm lại, bởi vì liên quan đến USP của sản phẩm thì mình cần phải nói chậm và thể hiện một cái cảm giác là mình cũng đang rất thư thái, đang rất happy khi mà mình được sử dụng cái sản phẩm này. Ok không các anh chị? Đúng không ạ? Hôm nay là anh đã phân tích rất là kỹ rồi các anh chị nhá. Phân tích rất là kỹ rồi các anh chị rồi đấy ạ, là sử dụng giọng nói của mình, biểu đạt ngôn ngữ hình thể của mình như thế nào khi mà các anh chị sử dụng cái dòng sản phẩm của mình. Cái gì đúng không ạ?
Và khi pha một ly cà phê Lingzhi Coffee, các bạn sẽ có một sự cảm nhận, đó là gì ạ? Mùi thơm, mùi thơm nồng, cực kỳ là đậm vị và không đắng ngắt nha. Ok không ạ? Các anh chị đọc là gì ạ? Nếu mà các anh chị đọc đó là các anh chị đọc đó là gì ạ? Là mỗi sáng là một ly cà phê Lingzhi Coffee, đúng không ạ? Đúng không ạ? Khi pha cà phê này thì phải nói rằng là một mùi thơm nồng, đậm vị cà phê nhưng mà lại không đắng ngắt nha. Nên là yên tâm hợp vị với cả những người lần đầu tiên uống cà phê giống như anh đây này. Thì các anh chị thấy nó có ok không ạ? Nhưng mà nếu các anh chị nói rằng là khi pha cà phê này thì phải nói là mùi thơm nồng đậm vị cà phê nhưng lại không đắng ngắt, yên tâm là hợp vị với cả những người lần đầu tiên uống cà phê, thì theo các anh chị là có hấp dẫn người 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 nghe không ạ? Theo các anh chị là có hấp dẫn người nghe không? Có hấp dẫn người nghe không các anh chị? Anh làm lại đấy các anh chị nhé. Nếu ví dụ như là gì ạ? Khi pha cà phê này thì phải nói là một mùi thơm nồng đậm vị nhưng mà không đắng ngắt nha, và yên tâm là hợp cả khẩu vị với những người lần đầu tiên uống cà phê giống như anh đây này. Và mỗi một buổi sáng là một ly cà phê sẽ giúp cho tinh thần của mình vô cùng là tỉnh táo, năng lượng, mà gì ạ, mà còn có thành phần nấm linh chi còn hỗ trợ là giải độc, giúp cho mình đẹp da và tốt cho sức khỏe tim mạch của mình nữa đấy. Thì các chị thấy sao, các anh chị thấy sao ạ? Các anh chị còn đang nghe không các anh chị, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy rằng là bản thân anh chưa hề dùng cái kỹ thuật nào trong trong cái cách mà mình làm này, các anh chị nó chưa dùng kỹ thuật nào, các anh chị chỉ sử dụng giọng nói này, đúng không ạ, ngôn ngữ hình thể của mình vào trong cái đoạn văn bản đó nhá, đúng không ạ, và chưa sử dụng kỹ thuật nào nha mọi người. Thì các anh chị thấy sao ạ? Và bây giờ thì anh sẽ làm lại từ đầu đến cuối cái nội dung này cho các anh chị xem thử nhá, để xem các anh chị thấy biểu đạt như nào nhá, là rõ ràng là chưa cần đến kỹ thuật, đúng không ạ, mà các anh chị chỉ cần luyện tập giống như những cái cách mà anh làm là các anh chị đã có thể làm những cái video rất hấp dẫn. 1 phút thôi, một cái video này các anh chị làm giỏi lắm là 1 phút 15 giây, đúng không ạ? Cứ cho các anh chị nói dài đi là 1 phút 15 giây. Bây giờ các anh chị có mong muốn anh thực hành lại cho các anh chị từ đầu đến cuối cái đoạn văn bản của nhà Live Gift mang đến cho các anh chị không ạ? Sau đấy các anh chị là 2:20 rồi đúng không, cháy giờ quá đúng không các anh chị? Sorry mọi người nhá, nói mỗi lần lên Zoom là bị cháy giờ đấy các anh chị. Rồi ok, bắt đầu này. Làm demo thực tế nhá. Đêm nghiện cà phê mà sợ những tác dụng phụ như là say rồi là nổi mụn này, mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nhá. Em này chính là cà phê hòa tan Lingzhi Coffee, là sự kết hợp giữa những hạt cà phê thượng hạng và bảo tử nấm linh chi phá vách. Và công thức thì được suy tính rất là kỹ lưỡng, bổ sung thêm vitamin A, E và hạ mức caffeine vừa đủ để giữ được sự tỉnh táo mà không gây mệt, đau đầu hay là tim đập nhanh khi uống nhá. Và một hộp như thế này thì có tới 20 gói ở bên trong, cực kỳ thuận tiện trong quá trình pha chế hoặc là mang khi mà đi du lịch hay là đi công tác đấy. Và khi pha cà phê này, mọi người có biết một cái mùi vị nào không? Đó là một cái mùi thơm nồng, đậm vị cà phê nhưng lại không đắng ngắt nha. Và yên tâm là hợp vị cả với những người lần đầu tiên uống cà phê giống như Đậu Ánh đây này. Và mỗi sáng là một ly cà phê sẽ giúp cho anh có một tinh thần rất là tỉnh táo, năng lượng, mà thành phần còn có cả thêm nấm linh chi còn hỗ trợ là giải độc gan, làm đẹp da và tốt cho sức khỏe tim mạch của mình nữa đấy. Ai ghiền cà phê mà sợ những tác dụng phụ như là giấc ngủ, làn da thì thử ngay em này nha, đảm bảo với mọi người là không làm cho mọi người thất vọng đâu. Còn bây giờ thì mời mọi người uống cà phê Linh Di với Ánh, và các bạn hãy mua ngay dòng sản phẩm này để có thể là gì ạ, chăm sóc sức khỏe cho mình cũng như là bảo bối giúp các bạn tỉnh táo mỗi một ngày làm việc thật sự hiệu quả nhá. Hết các anh chị, 1 phút 15 giây, 1 phút 15 giây các anh chị đó, đơn giản không ạ? Chưa cần bổ trợ cái gì nhá, chỉ cần có sản phẩm ở trong tay, chịu khó làm video mỗi một ngày luyện, đúng không ạ? Ngày hôm nay mình làm chưa tốt thì ngày sau mình làm tốt thì các anh chị. Thế thôi các anh chị, đơn giản đúng không ạ? Ok thì các anh chị nha. Rồi. Và call to action rằng là gì ạ? Hãy sử dụng ngay cà phê Lingzhi Coffee này mỗi một ngày cùng với anh, inbox ngay xuống dưới video này để anh có thể chia sẻ món quà này tới bạn nhé. Được không ạ? Đó các anh chị nha. Call to action này. Các anh chị phải có call to action nha, có nghĩa là kêu gọi hành động đấy ạ. Và gì ạ? Hãy sử dụng ngay Lingzhi cà phê hòa tan, Lingzhi Coffee mỗi một ngày giống như anh để tỉnh táo mỗi một ngày nha. Inbox ngay để anh có thể trao đến bạn món quà tuyệt vời cà phê hòa tan Lingzhi này nhá. Xong các anh chị, đó thế thôi. Đúng không? Call to action đấy ạ. À? Và các anh chị nào sẵn sàng dùng cà phê Lingzhi Coffee mỗi ngày cùng với Ánh nào, để có thể nói từ đầu đến cuối luôn các anh chị, và nói thật với mọi người là
ánh trưa hay ăn cơm trưa và đã sử dụng đến nửa cốc cà phê Linh Di này rồi, nhưng mà không hề bị say, đảm bảo luôn ạ, à, không hề bị say, không hề bị mệt nữa các anh chị nhá. Các anh chị đây ạ, từ sáng đến giờ là chưa có ăn, buổi trưa là chưa ăn cơm nha mọi người nhá, nói năng lượng đấy ạ, à, không hề say, không bị mệt nha mọi người, không hề đau đầu, đúng không ạ, không hề đau đầu mọi người nhá. Rồi con chú action là gì ạ? Hãy sử dụng ngay cà phê hòa tan Linh Di Coffee muốn một ngày cùng với Độ Anh nhé. Inbox ngay để anh có thể trao món quà tặng sức khỏe này tới bạn nha. Đó cái gì không ạ? Và inbox ngay xuống dưới video này để anh có thể trao món quà tặng sức khỏe này tới bạn nha. Đó. Dễ không các anh chị? Ok không ạ? Thì không biết là cái phần chia sẻ hướng dẫn của anh ngày hôm nay đến với các anh chị ạ. À, nên... Ok, các anh chị không biết là ngày hôm nay cái hướng dẫn của anh như vậy thì có giúp các anh chị một phần nào đó, các anh chị hình dung được là mình sẽ làm gì với content đúng không ạ? Là mình xác định gì ạ? Đọc 5 lần đúng không ạ? Thứ nhất, đọc 5 lần, thứ hai để gì ạ? Đặt hiểu được cảm xúc của nội dung đúng không? Nhuần nhuyễn với video đúng không ạ? Gạch chân những từ mình cần phải nói nhanh, à, nó gọi là gạch chân những từ mình cần phải nhấn nhá đúng không ạ? Hay là đặt cảm xúc của mình vào, hay là những từ mình cần phải sử dụng đến cái ngôn ngữ hình thể của mình đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Luyện đi các anh chị nhá. Rồi. Ok, các anh chị cho anh xin feedback được không ạ? Không biết là cái phần chia sẻ của anh ngày hôm nay thì có mang đến cho các anh chị giá trị nào đó không? Và các anh chị có sẵn sàng ngày mai chúng ta sẽ học về cái phần kỹ thuật không ạ? Ngày mai thì anh sẽ hướng dẫn các anh chị về phần kỹ thuật từ A tới Z cho các anh chị luôn ạ. Được không các anh chị? Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều, cho các anh chị cho anh xin feedback được không ạ? Rồi, các anh chị nha, đây ạ, các anh chị chúng ta có thể lưu ý đây, đây các anh chị nha. Nhớ là gì ạ? Gạch chân những từ mà mình cần biểu đạt cảm xúc ở đây nha các anh chị nhé. Gạch chân các anh chị, ví dụ đây từ nghiện này chẳng hạn đó. Ví dụ từ nghiện này. Đúng không ạ? Thì mình có thể là gì, cho một cái từ này, à cái này là mình cần phải gì ạ? Mình cần phải nói làm sao ạ? Nói chắc đúng không ạ? Tim nghiện cà phê mà sợ các tác dụng phụ như là say rồi là nổi mụn rồi mất ngủ thì đừng bỏ qua món này nhé. Em này là cà phê hòa tan Linh Di Coffee, là sự kết hợp giữa hạt cà phê thượng hạng và bào tử nấm linh chi phá vách. Các chị lưu ý nhá, cái phần thành phần này là mình cần phải nói chậm, nói rõ, đúng không ạ? Ok các anh chị. Đó, rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Các anh chị có cam kết ngày mai chúng ta quay lại với nhau học kỹ thuật không ạ? Các anh chị có cam kết là ngày mai các anh chị sẽ quay trở lại chúng ta học với nhau về mặt kỹ thuật không ạ? Những anh chị em nào cam kết, mình comment chữ cam kết để mà anh có động lực để ngày mai chúng ta học sang phần kỹ thuật được không các anh chị? Được không các anh chị ha? Rồi, biết ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì cam kết là ngày mai các anh chị nhớ là những anh chị em nào đã học ngày hôm nay rồi, các anh chị nhớ ngày mai để chúng ta sẽ học vào cái phần kỹ thuật thì các anh chị nha. Lấy nội dung ở đâu ạ? Các anh chị ơi, mình vào nhóm nhà live gift nhá. Nhà live gift sẽ cung cấp cho các anh chị toàn bộ content ạ. Những cái content đó là nhà cung cấp đã soạn sẵn rồi. Việc của các anh chị chỉ là luyện, đúng không ạ? Sử xem là mình sử dụng đến cái giọng đọc nào, mình sử dụng đến hình ảnh nào bổ trợ, đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng đến cái ngôn ngữ hình thể nào. Ngày mai cũng là 12 giờ đấy các anh chị nha. Mình sẽ học kỹ thuật luôn, ngày mai mình sẽ vào kỹ thuật luôn ạ. Bởi vì ngày hôm nay đã hướng dẫn các anh chị rồi thì ngày mai anh sẽ hướng dẫn các anh chị về mặt kỹ thuật. Và anh chị em ơi, chúng ta làm cái này cơ bản nhé. Các anh chị có thể làm cái này cơ bản trước đi ạ, để ngày mai các anh chị chúng ta anh sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái cơ bản này trước, ai có thể làm được các anh chị nhé. Ai có thể làm được. Đây nhá các anh chị nha. À cảm ơn các anh chị ạ. Rồi ok các anh chị nhá. Rồi bây giờ thì anh xin nhường lại sân khấu lại cho MC Kiều Anh của chúng ta. Biết ơn các anh chị rất là nhiều, biết ơn mọi người. Đây là vẫn cầm ở trên tay này các anh chị đấy. Cứ cầm cái sản phẩm lên trên tay mà nói thì các anh chị đúng không ạ? Các anh chị làm 10 video nhá mọi người nhá. Yên tâm đi, không ra đơn anh là anh đền được các anh chị luôn đấy ạ. Bởi vì khi mình cầm lên các anh chị này, đúng không? Và khi em pha một cái ly cà phê này mọi người biết không? Mùi thơm nồng, đậm vị, đúng không? Một cái mùi thơm nồng, đậm vị. Thế gì? À vậy cái đoạn này là mình cần phải sử dụng đến gì các anh chị? Cái biểu đạt của mình đúng không? Cái gì nè? Một cái mùi thơm nồng, đậm vị nhưng mà không đắng ngắt nha. Thấy không ạ? Trời ơi, nếu mà mình biểu đạt được như vậy á thì người ta làm sao ạ? À người ta cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không? Rồi ok. À, bây giờ oanh cũng đang có một chút việc thì biết ơn các anh chị rất là nhiều, đặc biệt là biết ơn nhà Live Gift đã tạo ra một cái buổi. Không biết là các anh chị thấy rằng là những cái buổi đào tạo của nhà Live Gift như thế này, thực chiến với các anh chị này, các anh chị có cảm thấy có ích không ạ? Có ích với các anh chị không ạ? À, anh chị em mình comment trước khi chúng ta kết thúc cái dùm này. Các anh chị thấy rằng là cái buổi mà anh hướng dẫn các anh chị chi tiết ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì có ích với các anh chị không ạ? Các anh chị nhớ nha, bất kỳ một content nào mình cũng cần phải đọc nó 5 lần trước đã.
năm lần tiếp theo để mình đặt cái cảm xúc, mình hiểu, mình nhuần nhuyễn với nó đúng không ạ? Sau đó mình cần phải gạch chân, ánh luôn là gạch chân nhá. Sau đó mình xác định à cái từ nào, hình ảnh nào mà mình sẽ cần phải lấy về để mình bổ trợ này, đúng không ạ? Cái nào mà đoạn mình sẽ sử dụng đến ngôn ngữ hình thể của mình này, đúng không ạ? Rồi cái đoạn nào mình cần phải nói chậm này, đoạn nào mình cần nói nhanh này, đoạn nào mình cần nói nhấn nhá này, các anh chị. Mình càng chi tiết bao nhiêu thì đến lúc sau mình làm, mình edit nó dễ lắm mọi người, bởi vì nó đã hình dung được trong cái mindset của mình là mình sẽ cần phải triển khai những cái hình ảnh bổ trợ nào trong cái này rồi các anh chị. Và ngày mai chúng ta học kỹ thuật nha. Rồi bây giờ thì các anh chị chào tạm biệt các anh chị nhé, hẹn gặp lại các anh chị 12 giờ trưa mai nha các anh chị. Làm video đấy các anh chị ơi, làm đi mọi người ạ, không thể nào đứng ngoài xu thế được nữa rồi các anh chị nhá. Hẹn gặp lại các anh chị ngày mai, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại các anh chị ngày mai, chúng ta có hẹn nha mọi người nha. Anh hy vọng là ngày mai sẽ là những anh chị này và nhiều hơn nữa các anh chị học kỹ thuật với các anh chị. Rồi biết ơn mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye các anh chị nha.